Ê, vô mấy học và chào mấy ông quay trở lại với kênh của tôi một phần mình này. Lúc đầu thì tôi định chơi là Saiyan nổ để mà đi săn boss đấy, nhưng mà tôi chợt nhận ra rằng là cách để mà bạn trở nên xịn nhất đó chính là bạn phải farm trước. Thành ra tôi sẽ tạo một nick farm. Nick này nó trên cái tiêu chí là nó farm thôi, còn cái việc mà nó săn đợi hay không á thì còn tùy nữa, tùy mà tôi có rảnh không. Nếu mà tôi rảnh thì tôi sẽ săn đợi cho nó, hoặc là tôi cần chỉ số gì đó thì tôi thấy săn đợi cho nó, còn không thì thôi. Chứ tôi thấy cái việc mà nó nói chung là cái nếp này nó sinh ra chỉ để farm ấy, nó sờ bam liên hoàn, nó farm ví dụ như là farm có xuân kỳ bí, farm mấy thứ mà cần liên quan tới đánh nhau ấy, thì cái nếp này nó sẽ làm hết luôn đó. Nó tóm tắt là như vậy. Tập lòng chắc là nếp này thì chắc nó sẽ không có đăng ký trong thời gian dài, đăng ký thành viên ấy, chừng nào mà cần giao dịch thì mới đăng ký thành viên thôi, tới lúc đó thì còn lâu lắm. Vậy thì mình sẽ úp cái nick này lên cả 40 tỷ nha, rồi mình quay trở lại hay sao ta, 40 tỷ đủ săn đợi rồi đúng không? Một lần một sao thì có thể ước đế vàng đấy, đổi chiêu hai đệ tử. Mình nghĩ là để dành đổi chiêu hai đệ tử nó cũng hợp lý hơn. Tôi vẫn còn bị ám ảnh cái vụ mà chiêu hai Yamashenko nhé, ám ảnh cái vụ chương hai Gamma Senko với anh Tumix ấy. Thành ra là tôi tích cái này chỉ để đổi chương hai đệ tử thôi. Rồi hẹn gặp anh em sau khi mà tôi đã được 40 tỷ. Coi nó nhiệm vụ cực nhất là cái nhiệm vụ khốn nạn này, ban đủ 5 thành viên, tôi phải tạo một cái ban mới để cho đi được cái dân chạy ấy, để mà một ngày tôi có thể làm được 3 cái bản đồ kho báu. Căng lắm á. Bây giờ chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ heo rừng các kiểu nữa. Oh no. Nè, mình đã chuẩn bị được 5 cái 99 độ để mà úp xin đêm luôn. Mình định úp từ 4 tỷ lên tới 18 tỷ trong vòng một đêm nha. Thì lúc đầu mình định úp là chỗ khỉ á, nhưng mà siêu quái khỉ mình thấy nó khỏe quá, nên là mình định là úp ở mấy cái chỗ mà dời má một tí, làm sao mà một kiểu như mình ít cắn đầu nhất có thể, bởi vì một con siêu quái khỉ nếu như mà không có ai giúp ấy thì mình cắt ở mười mấy viên đầu mình mới xử được con ấy. Mặc dù mình đã có full bùa nha, đây mình đã có full bùa nhưng mà nó vẫn rất là ảo ấy. Hình như mình chưa ép ép cái ép cái gì nhỉ, tôi đang phân vân cái nhíp này để farm cách xuân kỳ bí thì ép gì sức đánh đó. Nghe nó vô lý đó. Con nào chả hay hết chết, ép cái gì ta, anh em nghĩ rằng mình sẽ ép cái gì vào cái con hạt này? Giáp à? Không, giáp mình đúng là trâu thì cái farm thì hút máu thì nó hơi sai. Hút máu thì nói chung là 10% hút máu, 5% kia là luôn luôn dư nhé. Mấy ông cứ cứ đấy con số đi, luôn luôn dư, thành ra là không cần ép thêm đâu. Tôi nghĩ là nếu mà ép vàng nó cũng không đúng lắm. Tôi thấy trước mắt là chỉ có tiềm năng sức mạnh thôi, tiềm năng sức mạnh thì là cho đệ cơ, ai là cho đúng không ta, hay là trước nếu mà mình ép sức đánh thì chỉ có một lựa chọn duy nhất là mình có thể sau này mở rộng nó phong boss được, nhưng mà sau này có thể ép cho set thằng Linh chứ đâu với chứ ép cho set này thì nó hơi hơi hờ đúng không. Vậy thì kiểu gì sau này cũng từ chỉ set này farm vàng được mấy không? Tôi thấy cái set này farm vàng được á, tôi không biết là 30k vàng thì chúng ta có tăng thêm 45% không, thì nó lên cả 45k một con. Vậy thì mình farm có thể là mình farm cấp xuôi thì nó sẽ hoàn được vốn cho mình về nhất phạt nhất phụ tới rồi đấy, có thể là sẽ vậy nha. Tính cái tiền mã cấp xuôi nữa thì nó có thể sẽ một kế đồng hành vốn á. Do trong đây là Nick Clone nó hơi bị xịn, thành ra là nó kiểu vào trước giờ thì anh em chơi hàng online nó đâu có Nick Clone đâu có vào được đây đâu đúng không. Ở trong đây thì nó khác, Nick Clone xịn vãi chưởng luôn. Giờ tôi sẽ đấm thử nha, gì mà này nói chứ quay được ấy nhá. Nói cho mấy ông luôn, cái nick mà 80 tỷ của tụi đấy đánh cái, đánh con này tiềm năng có chút xíu à. Tôi vô tôi lấy cái bản đồ kho báu xong tôi out luôn chứ tiềm năng trả được nhiều. Vàng thì bán đồ chủ yếu là bán đồ chứ farm. Ô phải 300k vàng một con hả?
giờ chúng ta được tới 450 cây dành. Ui nếu này xếp xếp vàng nữa, cái này mà vàng thì tôi có rất là nhiều sao pha lê nha. Từ đầu tư thì nó đó 8 viên, hình như còn trong gương nữa đúng không, kiểu gì úp sang một đêm thì trả nhiều đấy. Ngày mai thì tôi sẽ đặt một cái set full vàng cho nên đúng rồi, cái tự động tập nữa, cái này thì mình hoàn toàn thể ép vàng vô được luôn nha, đục lỗ cho nó được luôn đó. Và cái này thì nó đeo vô thì nó giảm sức đánh của mình, nhưng mà nếu mà anh em nghĩ theo một cái hướng tích cực á thì con nào chả hay hit, thành ra là giảm sức đánh nhưng mà mình được nhiều vàng hơn đó, thì nó cũng rất là ngon á. Bài farm như vậy thì cho ba cái tranh chạy, nói cho mình tôi sợ mỗi hàng trúng cái trắng, sự trong cái tranh chạy có mỗi hàng trúng cái trắng là cái nick trái đất của tôi nó đánh kiểu rất là hóng hối. Điểm mạnh của ngầm ngầm sao là cái nhiệm vụ trúng cái trắng này nó cho mình qua bên nắp ba úp rồi bên trúng cái trắng nó cực kỳ khó luôn. What? Ủa, cái đấy, tôi tưởng lắc chứ. Ok, biến thành sô-cô-la, hi hi. Từ từ, bố mày có khiên cái. Đợi tí. Ủa, sao nó lại, sao trong nó lại như này anh em? Sao trong nó lại như này? Hay là nhiệm vụ thì nó sẽ hiện như thế. Đây. Ơ bu lon của tao đâu, hay là nó bị lỗi hiển thị anh em nhỉ, để mình về nhà nha, hình như là nó bị lỗi hiển thị á. Capsule này mày đâu rồi, kiểu tao ui cái màu xanh biển khó nhìn luôn, cái màu cam ấy nó kiểu nó bật, cái màu xanh biển này à nó khá là buồn buồn. Còn giờ một đêm thì mình nghĩ là sẽ đủ rồi, không sao cả, trong tầm kiểm soát nha. Để xem mọi thứ đều ba trừ sao đéo ba được, trừ gala ra thì mọi thứ đều là ba đúng không, g 1 2 3 4 5, chúng ta có 5 nhân cho 3 là 15, 15 nhân cho 5 là chúng ta có 75%, 75 hơi ít nhỉ. Ừ đúng rồi, rõ ràng là xếp thăm nhà thì mình phải đầu tư cả 5 4 5 sao chỉ là 6 sao cơ, mình sẽ bỏ hết vàng với nếp này luôn nha, để mà đầu tư cái set hầm vàng cho nó uy tín chứ. Cái này tôi thấy không ổn, không hỏi quay về khu vực này, về cái khu này có thể là nó bị lỗi nha. Ít ra nó lỡ hơn cái ngập vòng gấp, ngập vòng gấp thì một con nó chưa được tới 10.000 tiềm năng. Mấy ông tôi không biết sao nhưng mà cái nick của tôi một con chưa tới 10.000 tiềm năng, vàng thì là cỡ ngàn, cao nhất là 1.400 đó, ngàn tới 1.400 ngập vòng gấp ấy. Tôi vô tôi lấy cái bản đồ kho báu xong tôi ao luôn, bởi vì tôi đánh toàn là ra làm 6 7 sao, chả có như là 4 sao. Là ra có nhưng có thể nó sẽ có nhưng mà tôi đánh nó ra ở đây này này. Mấy con kia nó đóng tiêu nhà sẽ toàn mỗi bu lon thế này. Chúng với trắng rồi, cho sô cô la này. Chim cũng sắp hết rồi đúng không? Khó chịu thật sự luôn. Đây. Rồi rồi cái đéo hết kia. Quên tắt tự động tập cây hết nha. Đây, đánh như thế này. Đánh cho bu đồng nó kiểu chết gần như cùng lúc ấy, người ta ghét chung với trắng mà lỗi quái rồi, cái đường đao này gõ thế mơi à. À mấy ông biết tại sao mà họ cho bên nắp ba úp để mà làm chung với trắng chưa, à quên cái giáp chưa háo, à bộ huyết kìa cắn luôn không nha. Ừ dù gì cũng không cho giao dịch, không cắn bây giờ không để để tới phi dê đúng không, phi dê thì lâu lắm, để mình háo từ đồng tập lên đã rồi lại. Ok, sao nó lại như thế này? Ok, để mình có khiên xong mình quay trở lại nha. Hay vô nè, mình đã quay trở lại rồi. Và chúng ta đảo ra thôi. Cắn vào, 10 phút đúng không? 10 phút là dư rồi. Ok, thôi cậy đi, cắn cho đồng đều đi, kiểu gì mà. Tôi nói cho mấy ông biết luôn á, cái điều mà tôi nuối tiếc nhất ở cái nick chính của tôi đó chính là tôi không cắn hết. Bây giờ nhìn nó chặt gương xong tôi đem mấy cái bọt bút này đem đi bán. Ui dồi ôi, đóng một phát kìa. Nhiều đây. 128k. Vãi, cúp này mà có chim thì 130 mấy con này. Ui máy máy giặt bu lon. Quá non, quá non. 10 hàng như bọn bay, 10 hàng như bọn bay. Vô đây, vô đây. Ui hút máu hút kỳ kìa mấy không. Thấy nó hút lại ghê không. Vậy cắn bùa vô nó. Tôi không đưa cái nick chính nó chuyển đồ cho nick này được nha, bởi vì nick này chưa đăng ký á. Rồi cút luôn, vãi chưởng ha.
cái này nó thành ngập ngầm chính hết em, ngập ngầm ngập ngập ngầm lẩu nó thành ngập ngầm chính hả? Tại sao nó lại như thế này? Từ đồ đấy, bởi vì ngập ngầm đậu thì nó sẽ hình như là nó chắc chắn có một món 3 sao nha, nên là cứ cứ yên tâm, kiểu, à, phải có một viên ngập 3 sao, hình như là chắc chắn là như vậy. Đằng nào tôi đi cũng chắc chắn có một viên 3 sao và một cái bản đồ kho báu. Ui rồi ui nhìn tiềm năng nó lên kìa, hay là mình cắn cái này rồi mình treo, nhờ treo từ 20 đến 30 triệu ấy. Cái lúc đó nó chưa bị giảm tiềm năng sức mạnh. Ừ, sẵn tiện hết sự tiện hè rồi, có phí không ta? Nếu này sinh ra đã úp cấp kỳ bí đúng không? Ừ, nó úp cấp kỳ bí thì cùng lắm nó cắn cuồng nộ một là đủ rồi, với lại cái cuồng nộ hai không giao dịch được nữa thì làm gì có cái gì để phí đâu. Ui dồi, cái này thì tôi nghĩ là chắc 10 hàng trong quý trắng luôn á, cắn bút vô nó khác. Cái này cắn bút này nó rất là dư ấy, mình nghĩ là bút một là được. Khi nào cái nét này nó có được 99 farm được 99 của nội 99 đắp sên thì mình mới bắt đầu rồi đăng ký tài khoản cho nó để mà nó chuyển sang cho nét thật nha, còn không thì thôi. Còn bộ kỳ bộ khí với bộ bộ khí với bộ quyết thì mình nghĩ là bộ khí sẽ bán rẻ nhất. Sao ta bộ quyết anh nào chơi 5 mét trưởng thì à không, tôi không nghĩ sẽ có người mua vũ khí 99 cái một hỏi vàng thì chắc cũng không ai mua, tại vì cái vũ khí thì họ kiếm rất là dễ, nó như là ghét người khác luôn ấy, nó hẳn là như vậy. Và vũ khí thì chỉ có một mình thằng 5 mét Makanko nó chơi được thôi, còn mấy cái class khác thì chả thèm bú vô cả. Ồ, Bạc Hiên luôn hả? Xong rồi, khi thì sao nó đánh nổi trung quý kia đây? Không lẽ là phải time skip nữa hả? Rồi anh em, tôi time skip tiếp đi. Nó sắp hồi rồi, bây giờ qua đấm luôn đi. Đấm mấy con này chút nữa là cũng cũng ok. Mình chưa test thử cái quà, cái cọng quà ấy, nó vô cái danh trại có được không? Ngày mai mình sẽ đầu tư luôn. Nếu mà không thì kệ đi, bởi vì nít này nít út mà, cùng lắm thì bom vàng thì nít chín qua. Còn nếu mà nó hoạt động á thì ui rồi ui nít này phải là cái nít bom ngược về cho nít chín. Không phải biết là một nít á nó chỉ được nhanh vậy, một nít á thì nó chỉ có được chứa được tối đa là 10 tỷ thôi nha, nó chỉ chứa được tối đa là 10 tỷ vàng thôi. Còn để thì phải cầm theo hỏi, đó chính là sức mạnh của hỏi, người ta thường hay giao dịch bằng hỏi thôi. Giao dịch thì cũng mát được 1 tỷ vàng chứ không phải ấy, mát là như là 900 triệu hay sao đó, chứ chưa tới 1 tỷ. Thành ra là muốn mua giá tỷ cho nên thì họ phải, cần phải có hỏi vàng. Ở vàng thì một là các bạn phải nạp, hai là các bạn kích thành viên, ba là các bạn nhập từ VIP code có không ta. Còn cái thứ tư là các bạn giao dịch buôn bán với người ta. Ok, này tôi nói chưa nha, ok phải đi tâm đéo gì. Thì các bạn ước gặp 1 sao thì các bạn sẽ được là 2 triệu, tương ứng như là 4 hỏi vàng nha. Nhưng mà nó thật không thật sự là 4 hỏi vàng, nó kiểu nó chỉ đơn giản là vàng thôi chứ nó không phải là 4 hỏi vàng. Bạn nó kiểu họ nó có vàng đó thì bạn kiểu như bạn cầm 4 hỏi vàng thì bạn sẽ quy luật hơn là bạn cầm 2 triệu, vì 2 triệu đó bạn farm được, còn 4 hỏi thì bạn phải nạp và bạn giao dịch các kiểu. Cái hên trong đây, cái hay trong đây là nó khi mà bạn chết đi thì bạn hoàn toàn có thể hồi sinh lên được cực kỳ miễn phí, gần như là miễn phí rồi. Và anh em thấy là máu của boss không, nó không tăng lên nha, nó không hồi đại cây. Nếu trái đất mình win cái danh trại này bằng cách là spam hồi sinh liên tục á, không có win nhưng mà tới cái robot vệ sĩ là dừng rồi. Chắc là đơn giản thôi, anh em cứ để như vậy nè đó, xong rồi canh gì nào khi hồi hồi sinh lên Bạc Thiên ngay 24 phút nữa rồi cứ hết đọc đi trọn đời. Hay là chúng ta có được cái bản đồ kho báu free mỗi ngày nhé. Tôi định đọc nick win win bản đồ kho báu đấy. Nếu tiếp theo tôi định làm là xét phản cho nó xem coi là có win nhanh không. Ok thấm này, bây giờ thì cho Bạc Thiên hả? Cảm ơn nhé, anh chưa thấy gì hạ sang mà. Anh tốt hết đó, bây giờ thì mình cứ đóng nó thôi, nó làm gì mình đó. Sao đóng thằng trung quý này tôi thấy nó đuối quá ta, cảm giác rồi mà. Này trong ấy nha, đúng kiểu chuẩn cuối luôn, hay là nhiệm vụ không có nhiệm vụ nào mà dí cái này còn mệt hơn thằng kia. Nhưng mà một cái bản đồ này nó bán được 3 hỏi vàng, mình bán phá giá là một cái 2 hỏi vàng thôi. Ừ, sắp tiện lấy cái ạt này đi bán thử anh em nhỉ, xem coi bán nó cần gì. Lúc đầu thì mình định là tạo ba cái liên minh để kiểu như một ngày sẽ có 3 cái bản đồ kho báu cho cái nick chính Úc. Nhưng mà từ khi mà có thể giao dịch được hỏi vàng ấy, thì mình đã bị hao quá rồi, mình không cần úp sức mạnh nữa. Cái nick của mình 80 tỷ rồi, úp cũng trả lên. Nên là mình muốn có bản đồ kho báu cho những người mà họ biết cách úp ấy. Họ úp. Cắn rậu rồi.
áo nhờn sao mà đỡ được, biến sô cô la đấy giảm đau. Giảm đau mạnh vậy, hút lên cổ tích, cổ tích từ từ tao cắn đầu, đấy đỡ hay đéo là được bạn, đậu mạnh lắm. Tôi có thể solo luôn không mấy ông quá trưởng hả. Ok chúng ta xác viên này nha, cái này thì tôi làm video tôi ok xong rồi, cái này mấy ông thấy là tôi rất là hấp tấp luôn, tôi làm video cho mấy ông xem á, chứ thật ra thì tôi mỗi lần tôi chết thì tôi đâu AFK đâu cỡ 2-3 phút gì đấy, tôi làm bất kỳ cái gì đó trong cuộc đời của bản thân mình rồi sau đó tôi cung cấp trở lại rồi tôi mới hồi sinh lập khiên. Đây bán hỏi hoàng mình sẽ bán với hai hỏi thôi anh em nhé, một cái là ba đúng không, mình sẽ bán là hai thôi. Số lượng một bạn chắc chắn muốn được à, đó mình phải bỏ hành viên nha, bảo sao hàng chi mình thấy nó giật giật liên tục, cái gì là trên lý thuyết là mình bán được và có vẻ như là nó không không mắc gì của mình ấy, mình thấy là nó không có mắc gì, kiểu nó trăm trăm ở gốc ấy hiện em phải mắc một một ngọc để ký gửi đúng không, hay là fan nếu mà mình tạo, ui nếu mà mình tạo càng nhiều nick clone thì mình sẽ cần phải nạp mở hành vi nhiều. Vậy thôi mình nghĩ là mình tạo nốt cái nick nữa thôi, từ một nick thôi, một ngày ba cái anh đồ là ta kiếm 6 hỏi vàng thôi đấy, mong là có người mua 6 hỏi vàng thôi là coi như là cũng giàu, tháng là 180, nghe nó có vẻ hơi phèn nhưng mà nick này đâu phải là nick úc thôi, cái đó là cái ở đâu kho báu là cái đó người ta là nguồn thu nhập phụ, nguồn thu nhập chính đến từ cấp xui này. Ôi ui tiềm năng nó nhảy kìa, ui bây giờ mà tôi có cái bây giờ mà còn cái sự kiện X2 thì vô đây phá phải gọi là đúng chuẩn luôn đấy, và cái liên hoàn này nó là tính sát thương trưởng thế cho nên là cái thằng trung úy hép ấy, nó gặp cái liên hoàn này nó rất là rén nha, mình không biết là có nên cắn liên hoàn à, đúng rồi nên nên bởi vì có thể win tới thằng ninja áo tím luôn, cô nội các kiểu cũng sắp hết rồi cắn thêm phát nữa đi, do nó không phải giao dịch á cho nên là đâu có tù ngoại chính đâu, cứ cắn hết thôi, bây giờ không cắn thì sau này mạnh ra tôi cũng có chả có gì để cắn đâu, sau này chả còn cắn chả cần cắn bút luôn cơ, nếu trái đất của tôi đi mới nãy vừa bên chạy thì nó đâu đâu có cần cắn bút đâu không, nó kiểu nó còn không cởi giáp luyện tập kìa nó xịn vãi luôn đấy, đóng rồi nó vẫn tính là đâm chữ nha, nó vẫn hóng như bình thường, là chung ghép này thì cái khó nhất để mà chơi với nó thì đam nó rất là to, mấy ông mà chơi hả diều nó thì mấy ông biết rằng là nó như cái bọc két, nhưng mà thật sự nếu mà mấy ông đứng để mấy ông đấm ấy, mấy ông thử đứng để chịu được nổi hai đấm của nó không, thật sự thằng này đấm nó đam rất là to, nhưng mà điểm yếu của nó thì mấy ông hả diều thì nó vẫn chết, nó kiểu như một cái bọc két luôn, nó cũng đấm mấy ông cùng lắm là vài cái thôi, nhưng mà ít ra thì tôi đánh giá này là cái thằng yếu nhất bởi vì nó có cái cách để mà khống chế nó hoàn toàn, chứ thằng trung úy kia thì nó spa bulon hoài mấy ông không khắc chế được, bản thời xưa thì lúc mà bulon sắp chết mấy ông thấy như hạ sang xong rồi giết bulon đi thì nó sẽ bị delay cái thời gian spam đi, thời gian hồi sinh ấy, nhưng mà bây giờ thì hình như cái lỗi nó fix rồi, còn Saiyan thì cái cách để mà xử nó vậy à, không Saiyan đứng trước Saiyan chúng sinh bình đẳng luôn, tất cả mọi thứ đều bị Saiyan xử nha, Saiyan đi tới một con boss nổ hồi sinh nhạc ngọc, Saiyan đi tới con trung úy trắng nó chưa kịp hết nó chấp nó hay dừng hạ sang luôn, nổ trong lúc nó hay dừng hạ sang nhạc ngọc rồi nó đi tới con này nổ luôn. Thật ra thì bạn có thể bật khiên nếu mà phải sát thương nha, nếu mà bạn muốn tiết kiệm ngọc ấy gọi là tiết kiệm thời gian, nhưng mà mình á hồi xưa là cái nick của mình là mình nổ xong rồi mình đi về rồi mình đi cái hồi đó là cái hồi mod ấy, anh em bấm chữ L để đi sang map ấy, xem bấm spam chữ L cho mày sang map liên tục, nó kiểu chưa tốn tới 1 phút anh em về lại chỗ cũ anh em đi tiếp thôi, xong rồi đi tới cái chỗ ninja áo tắm nổ luôn, nổ luôn sao hấp à, đúng rồi mình cho nó đánh xuống còn hấp máu nha rồi mình mới nổ bởi vì sợ nó phân thân ấy, xong rồi đi tới bọn bảo vệ thì rất là dễ, anh em cứ việc mà khiên 4 khiên 5 gì đó, nhất mình hồi xưa khiên 4 khiên 5 là đủ rồi, đặt cái khiên lên rồi sau đó đấm chai nó bị phản sát thương chết đấy, nó sầm đền giờ sầm đền nãy giờ khiên cũng vừa hỏi tôi tính hết đó mấy không, chứ nãy giờ mấy ông nghĩ tôi ngồi đây ôm kỷ niệm có cái đéo ấy. Để xem bây giờ thì nít nếu mà cái nít thứ ba của mình thì là Saiyan là cái slot mình chưa chơi trong cái hợp sau này,
định chơi nó là HP với phả sát thương luôn đó, cả hai cái luôn nha. Thì lý do tại sao mình lại chơi HP, anh em có, nếu mà anh em xem lại cái video mà mình à, thậm chí mình còn chưa đăng video, sorry, ngày mơ mình đăng, đó chính là cái tập 2 nha. Thì mình đi tới cái chẳng hay không sai lệch đấy, mình đánh Black, lúc đó thì Black mình nhớ nhà là 340 triệu gì đó, mình còn thậm chí chưa kịp tele camera, chưa kịp setup công nghệ luôn á, một thằng khứa nào nó đi tới đó, đến khi bảy nó hết sáu một phát nó nổ cái chết con lắp luôn. Và thế là mình bắt đầu đam mê chơi lại Saiyan nữa. Mình bị sức mạnh của Saiyan nó chiếm lấy tâm trí rồi, nên nó kiểu không 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 phải gây bỏn, nhưng mà ý của tôi là tôi bị nó hú hút ấy. Anh đừng có tưởng tưởng tượng tới mấy cái cảnh mà gây bỏn gì, tôi đau đứt đó. Đừng quên, mình cũng nâng thêm một tí giáp để mà bốc cho nó dễ, nhưng mà sự thì tí giáp này nó chả hấp gì với bọn khỉ cả. Hình như chết nó chim đúng không, mình không muốn chết nhưng mà nãy à, giờ không quá sức quá à. Ừ, chết là mất chim anh em. Vậy thì cái hành ninja áo tím này nó rất là yếu nha, trong đây nó không phân thân, nó cũng không né luôn. Ừ, nó kiểu nó chấp ấy. Cái, tất cả những thứ khó chịu nhất của ngọc ngọc online vô đây thì nó bị nép hết luôn, kỳ khiến canh hộp á. Đây đúng rồi nè, quả thôi đó, quả cũng đau mà. Ui, hành ninja nó kiểu nó nép hành ninja áo tím lại, xong rồi quên bút ấy, bởi vì hành ninja áo tím hình như là trên lý thuyết là nó không có một tuyến giáp nữa, nó chủ yếu là né thôi, mà quên bút cái giáp để cho nó thành ra là nó giấy ấy, thì mình đóng như một cái bao cát luôn. Anh em nghĩ là cái con này sẽ được bao nhiêu sao? Mình thì thường thì đánh ninja kiểu mình xong cái thằng chung với hết rồi, mình farm tí thì năm cuối là mình về rồi, mình thường chơi ngọc làm sao mình không có đánh con này. Nhưng mà hiện tại cái nít xa cái nít đất của mình nó đang cần ngọc làm ba sa để mà ép sức đánh, nên là mình cố mà quét nốt bao nhiêu cái gì quét. Vì tại sao mình lại không mua ngọc làm ba sa đúng không? Bởi vì mình nói rồi, cái tiêu chí của cái đoàn chơi này của mình là cày chai, chỉ có mở thành viên là nó hơi hốm thôi, tại ra là 10k, còn lại là cày chai hết. Tiền mở thành viên là cái tiền bắt buộc đó, mà nói chung là ngọc làm lậu thì anh em phải bắt buộc bỏ 10.000 ra, sau đó thì anh em chơi có thể free cả đời luôn cũng được. Ừ, trên lý thuyết có thể free cả đời luôn, chỉ việc farm thôi. Còn ngọc vòng gấp thì mấy ông phải nạp tiền mua gem rồi nạp tiền mua vàng, có event thì nó đỡ, chứ không thì nó kiểu căng căng một tí. Bây giờ thì anh em có thể thấy được rằng là mình đang là 14 như 5 sao, có nghĩa là được 24 sao. 3% sức đánh nó chát thế nhờ, nhưng mà không sao, quỳ cái quỳ đam mê tele cam ơi, 12 triệu. Mình không biết trong đây đam lên bao nhiêu, nhưng mà cái thời xưa của mình đó là idol của mình là trưởng được tới 12 triệu, nên mình cũng muốn. Thật ra mình đã từng đọc lên ngập ngập một cấp rồi để mà trưởng thử xem có 2 triệu được không, có cái đéo mình thậm chí còn chưa qua được hai vòng đại hội giới thật. Hồi xưa thì nó kiểu mình không biết chơi, hai vòng đại hội giới thật thì mình đứng ở đấy luôn. Thật sự bây giờ thì mình chỉ đứng ở nhiệm vụ phi ghe thôi, còn hai vòng đại hội giới thật thì vô tư đấy. Anh em là vị trí bảy của mình rồi, nãy giờ mình xàm liền nó cho khi nó hỏi thôi, chứ anh em nghĩ rằng là mình thích tâm sự với anh em rồi. Công nhận là mấy ông chơi ngồi online mà bị tôi sợ cam như thế tận hai lần trong một cái video này rồi, mấy ông quá non rồi, sợ cam tốn thời gian của mấy ông ấy, kiểu tăng thêm tiền quảng cáo. Ừ đúng rồi, nãy giờ tôi kéo mấy ông đi, mấy ông xem quảng cáo thôi, nãy giờ mấy ông xem được cái quảng cáo nào chưa? Rồi ui rồi ơi, đáng đồng tiền bắt gạo quá, bây giờ nên hí mạng thôi, kiểu, nên nên đây tới sống không, nên kêu ôi yếu xìu đúng á, có nhiêu đây yếu xìu đúng. Từ 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 qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, qua đây, đúng rồi, qua đây. Mấy em biết tại sao mà tôi phải dụ nó qua đây không? Rồi á, nếu mà ông rời khỏi map vô lại thì có thể nó sẽ hồi lại máu nha, có thể thôi, chúng ta hay phân tích hai từ có thể, nhưng mà phòng còn hơn tránh. Rồi tôi thử xem nha, tôi cắt cái khúc này xem tôi có đánh nổi bộ này không nha. Mình quá yếu với cái thời gian này không được. Thật sự luôn, một con robot bây giờ thì mình đóng 145 phút thì 9 triệu, nó có thể là tụt xuống cả 5 triệu mấy nha. Vì cái vấn đề quan trọng là khiên á,
Ừ, cái vấn đề quan trọng nhất là khiên. À, vậy mình nghĩ là chỉ có phải sát hương là đi vừa đi phải chứ thôi, cái việc bật khiên cho bọn nó quả thôi. Bây giờ nó đánh mình một đam nha, nhưng mà phản sát hương thì bọn nó vẫn chịu cái sát hương kia, một đam kia thì lúc đầu thì mình cũng tưởng như anh em, mình tưởng như là cái phản sát hương là nó chỉ phải một máu thôi, đúng không ta? Tôi vừa mới nói cái gì vậy? Ý của mình là nó đánh mình một máu thì nó chỉ phản một cái thôi, một máu thôi, thì kêu hồi xưa phản sát hương của mình là cỡ 15% này nghèo à. Nhưng mà được cái là HP gấp nó cao với cái quần cũng xịn nữa, thì sau hôm nay giống như là nói chuyện tâm sự với anh em nha. Thì cái lúc đó thì mình kiểu tưởng là nó phản 15% của một đam thì nó what the fuck, nhưng mà sự thật thì nó lại không phải như vậy. Sự thật thì nó là phản 15% của cái lượng sát thương mà nó đánh vào mặt mình luôn. Cái lượng sát thương nó sẽ đánh, ok chưa, có nghĩa là nó đánh 200k thì 15% của 200k đó nó sẽ bị phản ngược lại, sau đó thì cái khiên nó bảo vệ mình thì mình sẽ nhận chỉ là một đam, có nghĩa là mình nhận một đam của nó thì nhận 15% sát thương của nó sẽ đánh vào mặt mình đó. Ủa quá à, đúng rồi, nó vừa hết úp. Ok thì mình sẽ úp ở bên bên Phi cả đêm luôn, rồi mình quay trở lại nha. Mình mong là sau một đêm nó sẽ lên 18 tỷ chứ không bị đít bật tự động liên tục nữa. Ừ, ok, với lượng đậu này chắc không sao đâu. Ok, tôi đã vô trở lại rồi đây. Lần trước thì tôi nhớ là cái số vàng của tôi ấy thì nó là dạng được 96 tỷ 974 ngàn, à, 6 tỷ 974 triệu 918 ngàn. Sao mình nhớ được hay thế nhỉ? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ xem coi một đêm thì mình sẽ úp được bao nhiêu nè. Lên được từ 4 lên tới 13 tỷ này, nó không lên tới 18 tỷ như mình nghĩ. Thôi kệ đi, úp ở đây mà. Đậu thì hình như nó không có tốn như nào, à hình như nó tốn. À, lên 100 triệu. Nếu cái này nó là úp ở cái chỗ yếu và một phần nữa là do nó, cái đó người ta gọi là gì nhỉ? Cái chỗ này nó mới quá yếu thì nó ít vàng. Với lại úp thì nó không có đun luôn 100%. Ủa sao tôi được cởi cái áo ta? Mặc cái áo thì vẫn hai hít rồi đúng không? Ừ sao lại cởi chứ nhỉ? Thôi, thì không phải là con quái nào cũng là vàng á, nên cái lượng vàng này nó cũng chỉ ước lượng thôi, nó chỉ có 13 ngàn thôi, trong khi mình úp ở lần kia thì nó tới 20 ngàn. Thì mình đã xong cái giao án test anh đi rồi, mình sẽ thử xem ngày mai, chứ không ơi, thôi ngày mai mà tối nay mình sẽ úp ở cái chỗ khỉ nha. Khỉ mình không solo siêu quái được, cái đó mình biết, nhưng mà mình đã hổ dạ năng thôi chứ còn gì nữa. Hình như là nó có tự động năng đúng không? À không, nó không có tự động cộng cộng đến năng, phải bấm tay. À, mình nghĩ là năng giáp đi đó, năng thế này mình thấy là khỉ nó sẽ không đánh đau nữa, chỉ cần mà mình có thể solo được siêu quái thôi, hoặc là một viên đậu có thể solo được một con siêu quái thì mình hoàn toàn có thể úp bên khỉ được. Ui vừa siêu Saiyan vừa 5 mét này, quay chưởng hả, nó không có cái hào quang kia nhìn phèn quá. Là con hú cửi của mình chưa chuyển sang hú cửi chia nữa, hú cửi vip ấy, con này nhìn nó bé bé, nhìn nó không ngầu, hình như là hú cửi vip là mình cửi một cái chim luôn á. Để chỗ này không đủ trình cho mình, cùng đóng phải đặt ít nhất cũng phải đặt khỉ, mình không dám úp chỗ này ấy, bởi vì mình kiểu úp cho chắc, úp qua đi thì mình thích là kiểu chậm mà chắc hơn, kiểu hà nó ít nhưng mà nó kiểu có ấy. Còn không còn đỡ hơn là nhiều, xong rồi úp cả 1 phút xong rồi xuống luôn đấy. Bởi vì dù mấy ông có đậu cái nào ấy, à không, cái này không nói được, bởi vì tôi có bộ phật tử mà, nhưng mà có khi nó sẽ bị lỗi, nó không tự động cắn đậu, nó sẽ disconnect luôn. Rồi chúng ta sẽ, chưa có khi nó tắt cái tự động đi, tắt cái tự động đi, và mình sẽ đi qua khỉ xem. À, đậu mày, khỉ đâu ta, khỉ là ở, ừ đúng rồi, khỉ là ở núi. Đây, thì chúng ta sẽ test thử nha. Cũng không đau lắm nhỉ. Quầy đau quá chữ luôn á chứ. Cái này sao mà đóng, cái này sao mà đóng nói siêu quái ta. Sao trái đất mình có thể phao được con khỉ này nhỉ? Mình thật sự chống hỏi, sao trái đất mình có thể phao nổi con này ta. Vì Nam ấy hay là do đam mà yếu nhỉ. Đây, siêu quái này đúng không? Ừ, siêu quái này. Quầy căng được siêu quái này.
Ừ, nhớ rồi, 5S. Trái đất mình win được cái là do giáp mình nhiều, giáp gấp của mình nó nhiều. Rồi căn này siêu quái, thì giờ tối nay Út ở đây luôn. Một con này hình như là nó là 20.000, nó sẽ hơn 7.000 so với bên kia. À, chúng ta đánh nhiều quá thành ra là cái 7.000 nó to quá chữ quá. Đúng không ta? Tôi test thử đấm vậy. Ơ, hai con siêu quái này. Mở luôn. Hình như siêu quái với quái hường gà nó như nhau á. Sẽ thử xem coi bọn này nó được bao nhiêu mỗi con. Hình tôi nhớ là 20.000. Chỗ này maximum là 20.000, với tương lai hình như là nó cũng 20 hay 30.000 nữa. Mâm nó là 30.000, nó 30.000 thì mình cấp số kỳ bí thì mình lực lời. Phải chữ hạt nó đéo ra. Thôi sử dụng từ trắng từ mình tập lên. Lên được nhiêu đây? 20.000 nha. Ok, xong rồi đó. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ đi tới cái đảo Kame để mà ép vô. Mình nghĩ là một đêm chắc chắn mình có cỡ trăm trăm đá vàng hả? À, không định tới trăm, nó là 31. Ừ, trăm thì nó hơi bú đá quá. Cái điểm mạnh của cái giáp tập luyện á là nó có thể ép sao được nha. Đấy, sẽ ép cho mỗi món là ba hết, nhưng mà trừ cái găng ra, bởi vì cái găng ấy thì sau này mình sẽ hai vào cái găng cao nhất. Cái găng cao nhất sẽ được cái găng là nóng, mình nên ép 5 sao luôn, nhưng mà bây giờ chắc ép 3 sao đi. Cái găng cao nhất sẽ là cái găng được ép 5 sao nha, thậm chí là 6 7 sao, còn cái găng này mình chỉ ép 3 sao thôi. Mấy cái dài quần áo thì mình sẽ ép 5 sao hết, nhưng mà trước hết là cứ ép 3 sao trước đã, để xem coi là kinh phí đủ không. Giờ mình cũng chưa bao giờ ép thử từ 3 đến 4 sao nữa. Từ 2 đến 3 sao thì mình mất trung bình là 400 triệu rồi ép. Nó rất là hốm ấy. Chắc là cho mình xui. Nhưng mà nó hốm. À, lấy cái này ra rồi. Ủa, quen tay. Để mình tập. Anh đang thấy rằng mình chứa hơi bị nhiều mấy cái đồ linh tinh đúng không? Không linh tinh đâu. Mấy cái đồ đó là mình định sau này cho đợi mình đúng không? Hay là mình sống ở lại Saiyan nhỉ? Bởi vì mình cũng định đào một cái nest win chạy bằng Saiyan luôn. Cả đi để coi, nếu mà săn ra lại Saiyan thì ý trời mình sẽ chơi lại Saiyan, còn nếu mà ra lại trái đất thì thôi mình sẽ chơi 5S luôn. Tôi con đợi nó cũng không ảnh hưởng gì lắm, đam nó cũng chỉ hơn con tí thôi, mà anh em biết rồi đó, con nào cũng hai đóng thì hơn nhau đợi, tí đam có gì đâu. Đây, đây cái cái bọn này ép vàng mà mấy khúc này có chén quá nhỉ. Ừ, bây giờ mấy em để tôi nhắc, tôi là 6 tỷ năm nhé. Bây giờ mấy em xem tôi đọc hết tất cả lên 3 sao tốn nhiều này. Giờ yeah, mỗi món này nó cũng cả tỷ hai tỷ ba ra. Yeah, như tôi đã tính toán luôn, mỗi món là tốn có 4 lần nhiều vàng rồi. Hả, nhà ngành tiếp theo là chúng ta, mình nghĩ mình sẽ cần đọc thêm. Ừ, đọc đọc cái này đi, dù sao thì cái này mình cũng giữ nguyên mà, chỉ hai mỗi cái găng thôi, cùng lắm là hai thêm cái giáp. Thì không đọc giáp nhỉ, phải đâu đọc giáp không đi, không đọc găng. Không đọc găng thôi, chỉ không đọc găng thôi nha. Thì chúng ta sẽ cho vùng lên 5 tỷ, 5 tỷ mốt này. Ui, ngập ngập gấp mà tôi đọc mà nó 120 ngập 30 lần là 3.600 ngập. Đã hết mà còn tốn cỡ 40 triệu vàng một lần đọc, tỷ lệ thành công là 5% thì đâu sao tôi đéo dám đọc nữa mà. Một ngày tôi farm được cỡ 100 tới 200 triệu vàng không? Mà đó là event nó farm là gì chứ. Để đọc luôn này. 5 tỷ mốt xuống nhiều rồi. Nhẹ hết nha. Tôi tưởng là tuột hết luôn ấy. Tôi tưởng là tuột hết dạng của tôi luôn ấy. Hên đấy nhỉ. Hên quá, lại chúa. Ok, bây giờ 4 tỷ 3 tuột nhiêu này. Ui, 300 triệu à. Game hay ấy. Ui, game này hay vậy. Yêu game thế. Đây, đọc tiếp này. Thôi, từ 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 từ. Đọc thế này nó đau tim lắm. Đọc từng món đi. Đọc từng món trở lên, từng sao cho nó dễ ghẻ một tí không. Dài này đó, dài với tự động cái hàng giáp luôn luôn là cái hàng để đập lên mắt, đun đập đun cái hàng này là luôn luôn là cái hàng mà đập đầu mắt lên đầu tiên nha. Bởi vì á mấy ông hàng nào cũng hay hết đó, thành ra là giáp luyện tập cấp 3, luyện tập cấp 4, luyện tập cấp 5 hay là mấy tỷ cái giáp luyện tập ấy thì nó cũng không có hóng gì hết, hàng nào cũng hay hết mà. Thế cho nên là đập hàng này rất là đầu tư, rất là lâu dài luôn. Với cái giày nữa, thường chả ai hay hết cái giày cả, bởi vì mình có hút kim. Đấy, 4 tỷ này. Đập cái này nó hốt quá ta. Cái gì? Tụt 1 tỷ 2 không lên á. Cái đéo. Quay. Game gác vậy.
À, tôi có 300 triệu. Ôi game hay hết. Rồi, thì chúng ta sẽ đặt tiếp cái giải 2 tỷ 5 nhá. Rồi xong luôn. Một lần xịt là 1 tỷ 2 à. À, số tiền nó trong quá cái này. Số tiền này trong phòng còn online tôi đéo bao giờ mà phao được nhiều. Santa đẹp trai cho em xin tí vàng. Em nghèo quá. Nó nằm đâu nhỉ? À mình bán nhầm đúng không? Thôi mời hỏi chứ. À, càng quá càng quá. Ui pha này cái ước mơ 5 sao của tôi nó xa vời lắm đâu. Phải trưởng hả? Lên quá lên ngay phát cuối cũng được, đừng có xịt, cảm ơn. Ah, à, cảm động quá. Tôi nghĩ bốn bốn sao đủ rồi mấy không. Tôi farm vàng xong rồi tôi năng sao chứ bị nhìn hớp á. Để tối nay tôi đi giành chạy thử xem coi anh em mình lướt được bao nhiêu vàng nha. Cái cuối đọc cái này nó kêu không cho đọc nhiều lần ấy, đọc mỗi tay mà chán nói chứ. Rồi chúng ta sẽ xem coi tổng bao nhiêu nha. 20 này, 40 này, 55 này, 75 này, 20 nữa là 95. Xanh lại như này. Thôi kệ, cầm cái găng đi. 100% cho nó. Game 5 cho nó chứ, 95 nhìn ngứa mắt quá. Ê, đừng xịt nhé. Chỉ được xịt 2 lần thôi. Quả chữ vừa nói xong rồi. Đồ đấy, đừng xịt. Ok, hay quá. Hi hi. Ê, không sao. À, quen tay rồi. Nói chung là cái việc đọc này là nó ổn hơn trong ngập gọn online, chứ ngập gọn online mà mấy ông kiểu 360 từ 360 ngập mấy ông kiểu xịt 12 lần ấy. Ừ, cái thì hoàng trong ngập gọn online nó kiểu có thể cày được ấy, nhưng mà ngập thì cũng cày được luôn, nhưng mà nó cày đúng lắm. Rồi lên này đó, bây giờ chết thử đóng khỉ xem như nào, rồi chút nữa chết thử đóng ra chạy kêu có được cộng không đó. Rồi là ngon ấy, bởi vì danh trại ban đầu có báo là thu nhập chính cái nick này về đóng. Đam thế này chịu rồi, chút nữa năng đam sao nha, bởi vì cái giai đoạn năng đam nó cũng chán, tôi nghĩ là chả ai xem đâu. Giáp thì bây giờ đủ rồi, còn để đam nhiêu đây. Nó có lên vàng không ta, hay là cái đó là chí mạng nha, nhìn đéo rõ lắm. Phọt 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 bật nhanh lên con chim này, con chim lô lại này phải chậm ấy, vừa nãy giờ chả có tiếng vàng nào. Ơ, à, nó vừa nhảy số như vậy, bây giờ đang là 526 nha, thì coi chút nữa nhận được vàng nó nhảy lên nhiêu. Mới nãy loạn quá chả thấy gì cả. Ui cái tỷ lệ ra vàng của nó bé thế, đã sử dụng từ đầu luyện tập rồi mà nó bé vậy chứ không. Chứ mà chạy bản gốc ấy thì cái ra vàng của nó chắc còn đá xã hội luôn. Ok, vô lý. What the fuck? Hả? Cái đéo. Sao sao nó lại như này? Sao cái red là để ảo ấy nhỉ, hay là do lúc mà hay là do tôi xui nhỉ? 400k một hit đóng uy tín thế này mà không không rút về. 526k nha. Nên 566k là đúng sách giáo khoa đó. Và đéo vốn mọi người. What the fuck? Ok, sao lại như này? Tôi thấy cái xé này đéo ổn đâu mà ai đang phiêu xuống đây rồi 566 nha. Giờ chúng ta đúng rồi đó. Bây giờ đi thử danh chạy nữa thôi. Bán đồ kho báo thì mình nghĩ là sau này mình mới ly được đâu lắm, vì mình sẽ dùng bán đồ kho báo để bán ra khỏi dạng á. Tôi chết vì ngu là dở lắm á. Tôi chợt nhận ra rằng á là chưa chưa hết, chúng ta còn một cái nữa, đó chính là chúng ta còn bỏ cái này nữa để hoàn từ quái. Chúng ta sẽ xem cái hoàn từ quái là từ 25% đến 300. Bây giờ thì chúng ta chưa có nhiều vàng đến cái mức mà đầu tư lên cái mức mà gần 300 ấy,
Nên tôi nghĩ là nếu mà 200 được xây dựng nha, nó sẽ có là mở mở VIP này nó cần bao nhiêu loại thế nhỉ? 10 triệu á, ô ghê vậy, hay là đào phát luôn chị Hương này, đá xã hội 73 cút khoan, vừa mới mở ra vàng rồi chắc chắn sẽ không mở ra vàng thêm đá nữa đâu, cứ mở thường thôi. Ok, đóng demo này, bây giờ mở VIP này, khi năng lượng quả trưởng chị Hương này, mà canh cô sắp bô quay thôi, từ từ một cái hờ một cái VIP đi, chứ cái giá của nó gấp đôi tôi nhìn tôi thấy không ổn. Nếu mà có thêm cộng thêm 200% nữa là một con quái nó góp tới 80k vàng đấy. Masako Makanko Sapo, what the fuck, cái gì đây, gacha gacha không bảo hiểm nhé, 48% khiên kìa. Cái này thì dùng để nghe nó đập đá thì phải, bởi vì chỗ cái chỗ đá đấy thì mọi người người chơi đánh nhau được hết, cho nên là nếu mà khiên của ông nhiều thì ông sẽ không bị trước khi phát khiên thì mấy ông sẽ có những cái khiên khác để trứng là quả trứng nó để trứng thì phong à, đúng rồi, để trứng để phong cái phương tiền bí thôi, gọi là điên vàng 159 nè, quả ít chị, chúng ta có đâu ta, cái tôi cần rồi đây à, điên vàng mà đóng nhanh hơn tôi mới càng chính xác hơn thì càng nếu gì đúng không, vậy thì chỉ cần để trứng thôi, bởi vì để trứng hồi ấy, thì mấy ông đóng một cái, bởi vì nếu mà để trứng hồi ấy, thì mấy ông kiểu đóng một cái thì một con quái chết luôn, bởi vì tính tính cả đóng và tính cả chim phọt ấy, nhưng mà nói chung là sau này thì con nào cũng hay đóng hết, thành ra là cái tăng lam nó cũng chả tăng được tí nào, thì 200% thôi, có đòi hỏi gì đâu nhỉ. Ui rồi 205 vượt chỉ tiêu luôn, ok test thử nha, à mà đánh tới chừng nào mới không mấy ông tua lại khúc đó nha, tôi đéo tua đâu, đời quá, bây giờ tôi đéo chắc nữa, bởi vì cả tỷ năm nó mới rớt một phát đấy, đời quá. Và bây giờ thì mình sẽ test thử cái giáo án mà mình vừa mới biết nha, nên đòi như thế này thì ok đúng không, mọi thứ đều bình thường nha, vàng này đủ mình có chuyển máy cho capsule rồi, và mình cũng cho cái nét này nó chuyển hết vàng bên kia luôn để xem coi là đi một cái doanh trại thì mình sẽ được bao nhiêu vàng, không hồi sinh nha, mình đi chạy bộ tới chứ không hồi sinh, mình đã thử cái khu vực mới đó chứ, là cho hai cái nét yếu vào rồi sau đó cho cái nét này vào xem có chỉ số những con quái như nào, như nào nó sẽ là 10.000 máu, quay hữu thuật đã thành công rồi đấy, mình biết cái khu vực bản đồ kho báu và khu vực doanh trại rồi, mình đẹp trai quá, giờ chúng ta cứ vạn vật bình đẳng thôi. Cái đéo cái không quan điểm thân game gác, nhé, Free Fire ăn ba tô cơm chúng ta đã phải rồi, nhưng mà sao cái set này thì nó cũng được cái đỡ úp qua đêm á, úp qua đêm thì được. Lúc trước kia là 100 triệu đúng không? Bây giờ có tôi nghĩ là 400 đến 500 triệu. Nếu cả ngày thì có thể là được 1 tỷ vàng. 1 tỷ mà mấy ông biết là ui đem nó mà đọc mấy cái đọc làm sao này, 10 trên 10 luôn á. Nói chung là cũng được, không sao. Để, rồi chắc là cái tranh trại nó quá bá rồi, thành ra là người ta kiểu nép lại không? Wow, phải. Chưa hết 5 triệu rồi. Xịn nha. Bây giờ mình sẽ sử dụng thủ thuật vàng nữa nha, mình phải hót cái nít chính ra rồi vô nít. Ủa hoặc này thì anh em điện thoại xài được rất là bình thường luôn á, bởi vì hot đến chính cho đến phụ mà, nhưng mà cái khó nhất của mấy ông điện thoại kiểu cho hai nít ấy, cho hai nít vào, một nít đứng kế với một nít chơi để mà vào bên chạy. Ok bây giờ chúng ta sẽ đi thôi, đi tới cái cứ gặp boss rồi sử dụng cái nít này đi tới nha, thế là chúng ta sẽ được win lên chạy nhé. À đây đừng xem video của em nha, rồi đó mới nãy thì mình đi bằng kiếm kia ra máu quá tăng lên, chúng ta sẽ chắc chung với trắng nha, à nếu chắc thì nói thôi cả chút đấy là kia chắc. Ủa gì mà tôi tạo cái nick win lên chạy gì ta, dành anh em nào không biết thì tôi vừa mới tạo cái nick lên win lên chạy bằng phản đòn ok, coi như là cái nick đấy thì nó không cần phải làm gườm gà như thế này, nick trái đất với nick này mới làm gườm gà thôi, nick kia thì win lên chạy này, nổ này,
Đấy, tôi nghĩ là cái nick Jackson Super Broly cũng dễ thôi. Một là nổi chết Super Broly, hai là phải sát thương chết nó. Phải sát thương dễ, có cái cải trang này được. Tôi đang suy nghĩ tới cái vấn đề là nên không kiểu bởi vì cái nick đó nó cần hai set ấy, một set phải sát thương, một set máu. Tôi nghĩ là nó nên cho cái nick đó nó kiểu win lên chạy thôi, rồi sau đó ọt cho đến khi mà cái nick đó đi tới cái cảnh giới là cái nick trái đất ấy, nó kiểu mà không biết là cái nick trái đất của tôi là nó cần rất là nhiều sức đánh ấy, và nó cần đầu tư rất nhiều, bởi vì ngọc vàng ba sao nó cũng không có rẻ đâu. Nên là tôi nghĩ là chúng ta sẽ cần phải dù dù muốn hay không thì cũng phải đầu tư cái nick chắc trước, vì nó một phần nó cũng là quyền, nó cũng là nick chính đó. Ui quả như quả gạo luôn, biết không, thủ thuật thành công quên gặp đồng sao đéo đấy. Vậy hẹn gặp anh em ở mấy cái con robot nha, cái kèo này dễ thế. Cái mà cái nick này nó bị đóng mà nằm được giường đi, tôi đang cho nick chính tới. Và giáo án của chúng ta rất là đơn giản thôi, từ từ tôi cho nick chính lên là mấy ông biết giáo án gì à. Thì lên nha, bon 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 đấy, quả như quả gạo luôn, đùm ngọc sau đó sủi. Sau khi mà nó chín sủi xong rồi thì chúng ta sẽ lấy nhíp phụ hồi sinh lên, và yes, mình đã tính rồi nha, mình có thể làm được cái điều này 5.000 lần, mà một ngày mình sẽ làm một lần, có nghĩa là mình làm được 10 năm. 10 năm liên tục mình hồi sinh, mà anh em biết rồi đó. Game này tồn tại nó 10 năm không thì tôi đéo biết, nhưng mà cái cách này nó trên lý là gần như là miễn phí rồi, để mà anh em hơi win chạy nhanh ấy. Nói chung mình cũng lâu rồi mình chưa có cảm giác win lên chạy. Tại xưa thì win lên chạy bằng win thì nó hơi rất là khổ dông ấy. Tại xưa thì win lên chạy bằng cái sai danh phá sát hương, nhưng mà chưa có khi thì đi lên tầng rồi nổ liên tục ấy, chạy gì nổ. Sau đó thì có khi thì nó đỡ nhiều, mà khi một ấy, ấy cũng đánh giữa chừng sau đó nổ rồi đọc lại đến khi mà có khi 4 khi 5 thì lúc đó mới bắt đầu khỏe được. Nhớ quá. Bây giờ chúng ta sẽ khiêng lên và làm cái điều mà chúng ta chưa bao giờ làm được từ trước tới giờ. Đây được rồi, mèo farm sẽ là nick đầu tiên của mình win được danh chạy nha. Chứ không phải là mèo danh chạy. Nghe nó ngược lệ ấy nha. Okay, chúng ta có gì đây, đấm gì. Tấm sau này win này nha. Win. Hôm nay chúng ta có riêng 3 sao đúng không? Chắc chắn không có. Quay. Ok, gì đây? 6 này. 4 này. 3 4 3 x 4 mắc kìa. Bây giờ trước giờ là mình hên hả? Mình tưởng là trước giờ là đi danh chạy thì chắc chắn sẽ có một con boss lốt như 3 sao. Giờ giờ ăn hên nào, giờ ăn hên. Đây, chào anh nhé. Ok, đó, 4 sao kìa. 5 sao này, 6 sao. Hồi xưa mỗi lần mà mình win lên chạy thêm anh em, mình đụng đúng như 4 sao của mình sủi. Đây mấy cái cây này, mấy cái cây này nó có mấy viên à, không có hồi xưa. Không biết trong đây như nào. Ui 2 viên 4 sao. Hồi xưa mình đụng đúng một viên 4 sao xong mình sủi luôn, bởi vì mình biết hết là win lên chạy xong là chỉ có 4 sao thôi, còn ngập đồng này thì ngập đồng khác, thành ra là quay nhiều 4 sao ấy, nhưng mà không có viên 3 sao. Quan trọng là 3 sao thôi, đi trên chạy để kiếm 3 sao mà. Không có 3 sao thì que sức đánh. Sau này mà nick của mình, nick trái đất ấy, nói chung mình không ước ngọc hoàng nhé, ngọc hoàng được 2 tỷ thôi. Đôi khi cái nick già này thì mình nghĩ là ước một ngày nó cũng được cỡ tỷ mấy rồi, nó không đáng luôn ấy. Ủa 3 sao này. Ồ ngon, vậy là có được thêm 3% sức đánh rồi đấy. Nếu mà nick trái đất của mình nó quá dư 3 sao thì mình sẽ bán, chắc chắn rồi. Một viên trên thị trường thì là một hỏi đúng không, mình bán là 2 viên 1 thỏi thôi. Anh em mà xem kênh của mình thì anh em biết rằng mình là hàng rất là thích phá giá nhé, mình là sinh ra để phá giá thị trường luôn. Vậy trong đây là tìm được, mình không nghĩ là quay vậy là trong đây là mình tìm được viên 3 sao rồi, hết đúng hết luôn ấy, bởi vì 4 sao nó giá trị lắm ấy, sao 4 sao rất là giá trị, bởi vì 7 viên 4 sao là được viên 3 sao rồi mà mình cần 3 sao ấy. Vậy thì mình sẽ không có như cái kia, cái ngọc vàng online mình là loot được 3 sao
Ê, đục đút được 4 sao xong sủi ngay lập tức luôn. Bây giờ thì nó khác rồi, bây giờ ngồi online nói chung là win không được, bởi vì mình không có chơi nick win. Mình vô mình đánh trung quý, mình đụng cái kho báo xong mình sủi ngay lập tức. Đấy. Bây giờ mình sẽ chỉnh lại cái kho đồ nha, rất là đơn giản thôi. Anh em có chỉnh giống mình cũng được. Mình sẽ cho là hàng capsule. À, rồi cái nick này tự động kỹ nha. Mình định cho là capsule nằm ở trước rồi sau đó mới tới tự động, nhưng mà nick này tự động nó nằm ở trước rồi thôi. Kotaga nằm xuống dưới nó ta hơi xấu nha. Cả đi đó, thì khi mà mình rút xuống thì mình có thể chi cộng nó tới nhanh hơn để mà mình farm các kiểu. Hôm nay trên trại chúng ta sẽ được 28 triệu nha. Bây giờ mình sẽ chuyển hết vàng cho cái nick chính của mình, rồi mình sẽ úp xin đêm luôn để xem coi cái thành quả của mình nó như thế nào. Ta à, tắt cái tài động tập đi, mua thêm một tí đó cho nó chắc kèo rồi. Đồ cái kiểu có hết rồi đúng không? Túi đồ thì mình chỉ cần phân vàng thôi đúng không? Hay là mình chọn túi đồ nhỉ, kiểu farm thêm đá thì nó bán được ấy. Mình nghĩ là trong đây đá đá đập thì cũng trầm cảm, người ta kiểu cũng muốn đập đồ chứ, chứ để bán này không đập đồ đúng không? Capsule chắc là cắt tạm vô đây đi, đá đem theo là sao đem theo này, nói chung là đá chứ sao thì nhặt được hết, cho nên là cứ đem theo mấy cái này chắc này. Mấy cái này lúc đầu mình định dùng để mà đi đánh trên trại á, nhưng mà mình chợt nhận ra là mình test thử cái giáo án kia thành công không, mà nó thành công thật, nên là mình đi trên trại cũng không cần test mấy cái kia nữa. Chắc là sau này mình sẽ dùng nó để, ủa mà có cần nhất thiết dùng nó để săn goli không ta? Có cần không nhờ goli nó kêu. Ừ, goli thì nick kia tôi săn đéo cần bùa nổ luôn. Thì tôi biết là mấy ông sẽ tin tôi, nhưng mà tôi muốn làm cho mấy ông tin tưởng hơn ấy, nên là tôi sẽ cho mấy ông xem cái cảnh mà tôi đưa hết vàng luôn. Thật sự thì tôi hoàn toàn có thể mà lấy cái nick kia để nhồi ngược vàng lại cho cái nick này, rồi bảo là một đêm tôi có thể farm được tới 10 tỷ vàng hay là gì đó. Nhưng mà ra tôi muốn mấy ông tin rằng là tôi nói sự thật để xem coi là một đêm tôi muốn tôi farm được bao nhiêu đấy. Rồi sau này farm các xuân kỳ bí thì một đêm tôi úp bên sale thì nghe nó hơi nghiệp nhỉ, với người ta vào bánh à không, úp bên sale cũng khó nữa, mấy con chó sale nó phá. Nếu mà mình chịu rõ một huyết của nó thì tự động luyện tập sẽ đưa mình đi nơi khác, còn không là vậy mình cực lạc luôn. Ok, hiện tại đó là 10 giờ tối anh em nha, hình như là hường hình sáng mình không biết nữa. Mình lâu lâu thì 3-4 giờ sáng thức, lâu lâu thì 5-6, chung là khi nào mình thức thì mình sẽ báo thời gian để cho anh em biết rằng là khi đó mình úp được bao nhiêu nha. Chắc chắn là mình sẽ không úp ở đây rồi, chỗ này nó kiểu bù bù là mau gái úp bên núi khỉ, nhưng mà bây giờ chưa đủ trình xem rồi úp được bên đâu nhỉ. Có thể là bên mấy con kia, mấy cái con mà chỗ mập đầu lên spawn, chỗ đó mình thấy ít người úp, kiểu người ta úp đợi thì một là qua ở đây này, hai là núi khỉ, ba là qua hẳn tương lai luôn, chỗ nhanh tương lai được ít hai chứ mấy cái con này nó rồi nó xem qua một. Ok vừa nói luôn có hàng, có hàng trăm. Ok một con như nhà hiện tại là không vàng này, tính cho nó dễ này, 45k. Ôi 45k một con á, tin chuẩn chưa anh? À không, cái này tin chuẩn, mình vừa mới chứng minh mà. Mấy con kia là 12k là được 100 triệu một đêm. Quay. Bọn này là 400 triệu đấy. Bọn này là 400 triệu đấy. Rồi, thì mình sẽ úp sang một đêm rồi mình quay trở lại nha. Bọn cho xem còn một đêm nó úp như thế nào rồi. Thì lúc mà tôi mở máy lên á, thì nó hiện ra cái màn hình chính, có nghĩa là nó đã bị quăng. Quá chưởng luôn. Và rồi chúng ta sẽ xem nó bao nhiêu nha. Tôi không biết là, ôi 18 tỷ rồi này. Tôi không biết là nó treo cho bao nhiêu nha. Đây là 400 phút mà. 400 phút rồi 60 8 tiếng hả? Quách đâu có đến mức đó đâu ta. Quách làm gì mà thấy mức đó được đó, cái tự động liên tục. Rồi chúng ta xem nha, 21 triệu. Well, tự nhiên nó lại bị đít. Đúng giả hiếp tôi không? Thì cái giả hiếp của tôi lúc đầu tôi đã lập ra là như thế này, là như con này đúng không, ba đấm con kia hai đấm, thì chúng ta sẽ có một cái ví dụ nhé, tỷ lệ gốc vàng ví dụ là 30%, 33% hay gì đó. Thì chúng ta đấm ba con nó sẽ rớt, cho đi hết đấm ba con sẽ rớt một vàng, nhưng mà đó chỉ là đi hết thôi, còn thực tế thì nó khác.
giữa ba đấm gấp 2k và hai đấm gấp 1k, thì hai đấm gấp 1k tôi tính toán là rằng nó sẽ gấp nhiều hơn. Và tôi đã đúng thế thì chúng ta chỉ bị mà pha minh map kia thôi, mấy cái map mà hai đấm ấy. Nó deep vào thời điểm nào nhà tôi cũng không biết nữa, tự nhiên nó cài đêm không, bây giờ chắc là treo nốt một đêm nữa nhỉ, treo nốt một đêm nữa để biết xem là nó bao ngày đêm đó nó không biết nữa. Tôi treo bằng VBS mà ta sẽ nó lại đít được vô lý. Rồi chúng ta sẽ mở giới hạn nha. Đấy, vừa năng giới hạn không tốn gì, cảm giác nó khỏe quá. Mình có thể win lên chạy, có thể gặp các thứ này. Thấy không? Sao nó lại như thế này được nhỉ? Và cái gì đấy mình thử treo 2 tiếng xem nó được bao nhiêu vàng nha. Cái gì đấy? Mình đang là 21 triệu 7 thì mình sẽ treo 2 tiếng để xem coi nó được nhiêu vàng. Hiện tại là 12 giờ, mình sẽ treo tới 2 giờ nha. Con này có hai đấm không? Ok, hai đấm. Vậy thì đúng rồi đấy, mình giờ mình sẽ treo nè. Mà hình như là hôm nay treo nó ít vàng hơn ta, hay là do mình treo 2 ui 47k đúng không? Hay là do mình ủa phải bên kia nó cũng 47k mà. Đó. Bên đây hai đấm, bên kia ba đấm. Hoài vậy là mình tự bốc chính bản thân mình đó. Ô vậy thì mình sẽ treo 2 tiếng sau mình quay trở lại. Mới nãy là 11 giờ 41, bây giờ là 11 giờ 43, nghĩa là 2 phút trôi qua. Và tôi đã úp được gần 1 triệu. 2 phút gần 1 triệu. Vì là tôi 2 phút gần 1 triệu, nếu mà mình làm tròn là cỡ 3 phút 1 triệu đi đúng không? Thì 21 phút là nó được cỡ hơn 1 tiếng thôi. Quay. Phải trưởng hoặc treo hơn 1 tiếng thì nó bị đít, nhưng mà sau cái tự động luyện tập này cái con số nó ảo lắm, mình như hôm qua tôi mua là 1.000 phút này chín chín mấy đúng không? À đúng rồi, cái này nếu mà mình không xài thì nó vẫn, mà tại sao mình lại không xài như gói rằng mình bị đít rồi, mình đâu có trong game đâu mà tại sao nó lại giảm. Thôi cả cái này thì cả đi, bây giờ mình sẽ thử treo 2 tiếng nha. Nếu mà mình hai hit gõ chết một con ấy, thì vàng nhận được nó sẽ giảm đi vài ca nha, chứ nó không có giữ nguyên. Ok, nó cũng giảm chắc là cỡ vài trăm hay gì đó thôi, nhưng mà tại tôi mang sách vàng ấy, thành ra là thấy cái con số đó nó bị giảm lớn. Đây, farm bây giờ chưa tới 1 tí nữa, nhưng mà chúng ta đã lên được 20 tỷ rồi và chuẩn bị mở giới hạn sức mạnh mới. Tôi cũng không hiểu tại sao là cái giới hạn sức mạnh của hai cái đó lại nằm gần như 18 tỷ, 20 tỷ ấy. Kiểu như mấy ông lên 18 tỷ xong rồi, mấy ông cố lên 20 tỷ rồi mấy ông mới được đi ngủ ấy. Nó kiểu gì tôi chả hiểu nữa, chắc là tại đây là lần đầu tiên AD mở cái giới hạn sức mạnh này, AD kiểu không có tính tới cái trường hợp kia, xong rồi sau này AD mở cái hàng sức mạnh xong rồi giảm thì này được để hút máu nhiều hơn. Cái đó tôi nói AD là vào online nhé, chứ đây không hút máu gì đâu. Đó, mát rồi đấy, cảm nhận được tiềm năng sức mạnh nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đi mở cái hàng hơn và cảm nhận cái vào online đầu tiên thật, chứ một lần mở tốn 100 ngọc ấy, chả đùa. Hình như là sau này mở nó tốn nhiều hơn 5 tỷ này đó, làm tiếp ăn 40 triệu vàng rồi cũng nhanh. Giờ tôi sẽ không farm nữa, tôi đi win lên chạy, tôi đưa đồ cho nó chín đem đi bán luôn. Win lên chạy thì giống như bữa kia đó, cũng dễ thôi. Cứ việc mà bật thì đồng tập lên cùng đóng thì mấy cái ai cuối kẹp nhất clone vô và hết là chúng ta đi phạt à. Farm mà cũng chán mình cũng quyết định là đi đánh cu luôn. Thì đánh cu ở đây chúng ta qua được tương lai, mình biết là Úc ở tương lai ấy, bây giờ thì không hai hit một con được, nhưng mà nó sẽ được nhiều vàng hơn và nó cũng bán được đồ để có được khối vàng nữa, thành ra là tại sao chúng ta lại không qua đúng không? Mình sẽ chuẩn bị cái chai này đi. Nãy giờ farm mà không xài cái chai kia tọt vàng lấy luôn. Đây, tắt à, tự động tập hình như phải bật. Đây đến chỗ cô này. Konnichiwa. Xong rồi đó. Ui dồi ôi. Cô bị quá như quả gạo cái này. Chơi bài gì đó. Cái này là set farm vàng đó nhá, không phải set sức đánh nhá. Đã hết còn đánh người ta thế này. Ok xong. Cút nhầm ba cái dạng này không lấy. Quá ít, quá ít. Ok. Một đầu đinh. Thằng Gambo là thằng nhiều vàng nhất anh em nha. Thằng Gambo hình như nó tới 750 triệu 7. À đâu, hình như Gambo với một đầu đinh nó bằng dạng với nhau. Thằng Cucu hình như có 250k thôi, ít xỉu à. Hai này đâu nó gấp 2 gấp 3 lần đấy. Nhưng mà hình như là phá nhiệm vụ, cái kiểu như là chỉ làm nhiệm vụ mới vô đây được thôi, chứ không là mình phá đây cho ở đâu 7,5 triệu chứ. Ôi, con thằng kia 2,5 triệu à, còn ít. Hà đánh thằng đó thì hà đánh ba thằng đó thì mình hà đánh một thằng nọt đầu đinh và một thằng gambo còn dễ hơn. Thì mình chỉ ngại nè, mình sẽ đi cái nick farm vàng ở đâu, nick farm vàng này vẫn farm chứ. À con này 5 triệu
Nếu farm giờ thì vẫn farm, còn cái nít trái đất của mình thì mình sẽ đi săn, sẵn tiện xem coi là Tdk10 có chết một ngày không nữa. Giờ phải đợi hồi khiên này, khiên cũng gặt hồi xong rồi, hình như là cái này chỉ cho ai làm nhiệm vụ mới vô được thôi. Mình thấy chứ lúc mà mình đánh con này bắn ấy, mặc dù mình có 5 triệu nó cũng ghê mà, 5 triệu là bằng một lần hồi sinh đấy chứ chả đùa đâu. Vì 5 triệu trong đây mà ông nào cũng chơi nó chịu, bởi vì 100 con là bằng một hỏa vàng thôi, 100 con là bằng một hỏa vàng thôi. Đâu phải tôi hút 2 phút được 1 triệu đúng không? Chơi chơi chơi, công nhận là nó ít thật mấy ông. Tới giờ tôi đem đi so sánh thì tôi mới thấy là nó ít kìa, chứ để còn bị đắt nữa chứ, bảo sao mày xăng hợp lý rồi đó. Hàng người ta farm cách xương nó kiểu ngon hơn. Ok, tôi đã hiểu anh ấy không, thì thôi cái nếp trái đất kia sẽ cho farm sức mạnh tiếp, nhưng mà farm vàng để phục vụ cái đó. Cái nãy là 5 triệu đúng không, nhặt cái đất này coi lên được 10 triệu hay là 12,5 triệu. Nếu theo như là cái cộng liên tục đi thì nó sẽ là 12,5 triệu. What the fuck, bỏ sao trả hay sao nhỉ? Nó cũng 5 triệu thôi. Vậy chúng ta hình như là xong cái này là qua được tương lai rồi. Tôi nhớ là xong tiểu hội sát thủ qua tương lai. Mình trong đây thì nó luôn luôn sớm hơn cái bản kia. Nên tôi nghĩ là xong cái này qua tương lai rồi. Bu này. Thật ra tiểu hội sát thủ đánh cũng dễ. Cái nick này là nick phong vàng nhưng mà vô tư. Chứ mấy ông mà 20 tỷ sức mạnh đâu, mấy ông không làm nổi mấy cái đó là tôi chịu đó. Thật sự không có gì để nói được đúng không? Phải xong tôi là sát thủ bèm đi. Dễ mà, điểm yếu lớn nhất của cái nét này là đạp máu ít thôi, ngoài ra thì giáp của nó khỏi miễn bàn. Chào nhá, nét này không có, nét này khó kết đúng không, chắc phải tăng thì sao lại mở chứ mà hạn lên mới được, bởi vì không có tele cam mới. Cái nét kia của tôi là tôi chơi kiểu là tele cam mới chữ một phát hình như là triệu hai, không biết nào tranh nổi luôn. Còn khứa này xa gian nữa, xa gian thì sao mà tranh nổi nó đây, nó nổ. Trong khi đóng của tôi có năm mấy cao một hit, chả hóng được bao để nó canh đào nó nổ đi. Hay đứng yên mà biết rồi. À đâu, nó thấy dừng hạ xe hả? Nó canh đào camera đúng không? Của tôi. Yes, xin nhá. Bà không thể tin được là tôi có thể thanh niên này bao nhiêu vậy? À 7 tỷ hả? Tôi bảo sao mà không tay đa camera. Khiên lên. Rồi có khi nhiệm vụ này nó nhàn ấy, thật sự nó nhàn luôn. Mà không có chơi. Ủa, lên kia đi mà. Rồi, rồi sao chơi vậy? Đam nó xèo à? Chơi nó chơi đất của tôi đang mạnh ta. Tôi đâu có nguồn nổ đâu. Hồi đến đó là tôi tự cày thì làm sao có nguồn nổ được đúng không? Cứ cũng không có xét đánh. Đam cái này thì không săn đệ được. Hình như là tôi 40 tỷ mới săn đệ được. Cái nguồn động lực nào mà khiến tôi win được con này ta? Nhớ rồi, tay đây cam ơi, đứng trước tay đây cam ơi, chúng sinh bình đẳng, bảo sao đánh nha. Ui giời ơi, anh có kỳ quý gì thì em chào nè, một gõ 140 mấy k thôi chịu. Nó có chơi ngọc lòng tay ga chưa, con cu cu bên đấy nhiều máu quá luôn, và một lần săn thì có tới 10 mấy hàng săn ấy, boss spam liên tục. Ê, boss spam cả 30 phút hay sao ấy, hay nói chung lâu lắm spam một lần, và nó săn boss đúng kiểu căng, và anh đây săn boss nhẹ nhàng tình cảm. Ok đi rồi. Thế đó. Giờ mình sẽ cần phải úp thêm bảng rồi không? Quay. À, không, bỏ đi, tôi định đánh bọn này để làm vàng ấy, nhưng mà hắc đứt quá, có 5 triệu chứ nhiều. Tôi không nào trả hành dắt được. Đúng không? Thậm chí nó còn chưa đủ. À đúng, đúng, đúng rồi, nó 5 triệu bởi vì mình vừa hồi sinh. Giờ mình sẽ quay về đảo của Gu nha, để xem có con Goli nào yếu yếu mình săn. Nhưng mà cũng không được cái vì thằng Goli nó chơi theo cái kiểu là khác chuẩn, mà cái điên vàng được xem là sát hơn chuẩn. Goli mẹ rồi, phải chờ thông báo của Goli nữa. Thấm như thế này sao mở cái gì ta, hay là mình phải đưa cái nick kia nhồi nhồi cùng nổ qua đây. Khó nhờ, thôi kệ đi, test thử xem coi có đánh nổi không. Nếu đánh nổi thì ngồi cù nộ, hoặc là nhờ nếu trái đất đánh giảm đam xuống tiếp, còn không thì thôi. Đã có thông tin rồi, nó xuất hiện ở bầu đen, nhưng mà đằng kia mình sang là sang ngoài nửa đêm ấy.
là chả có nào nó quậy cả. Còn lần này thì khác nha, lần này thì là 1 giờ trưa đấy, 1 giờ rưỡi trưa rồi. Bờ Vực Đen đúng không? Bờ Vực Đen là bên ở đây chính cái khu Đông Đông. Ui sao lên kia đấy, đây nào con goli mà sao lại đang dưới thế, trong đây thì không có đúng không? À quên, trắng tự động luyện tập nữa để cho chuyển khu cho nó nhanh. Mình đang đâu họ dò trên rồi xuống đúng không? Mình sẽ dò dưới rồi lên nếu mà phủ đầu. Ui thôi rồi, đi farm tiếp thôi. Nè, giao án của mèo farm Garmin nó là fail. Fail hoặc là nè. Rồi, thì lý do tại sao nó fail thì chúng ta đều biết từ gần, đó chính là vàng nó rớt ra nó không đủ ấy. Không biết là đi danh chạy thì nó không gấp vàng. Ừ. Còn đi bản đồ kho báu thì tôi chưa đi thử. Nhưng mà bạn qua bản đồ kho báu tôi đi rồi. Một con thì cùng lắm tôi đi cấp 30 thì một con là 2,5 triệu đó. Một con 2,5 triệu, 200 con bằng một hỏi vàng, không hề đáng luôn ấy. Thậm chí là mấy ông không nhặt vàng, mấy ông đi nhanh nhanh đấy mà tới đánh con boss đấy thì được viên 3 sao, được 2 viên 3 sao là một hỏi vàng rồi đấy. Nó không hề đáng luôn, thành ra là good, tao không cần mày nữa. Đây bây giờ thì cái nick này á, nó sẽ là cái nick, không còn là cái nick mà kia nữa, không còn là cái nick mà đi farm vàng nữa, nó sẽ là nick sức đánh và Makanko Sapo. Ok chưa? Nhưng trước hết thì chúng ta sẽ cần phải có một con đại 40 tỷ rồi. Kiếm đã. Đi tới Vách Núi Đen, mấy cái chỗ này nó có nhiều nhiều bú bú đi lắm. Tức là mình sẽ chơi cái nít này để sức đánh vậy, nhưng mà bui hơi lâu nha, bởi vì mình phải nuôi bui cái nít chính trước. Dù gì cái nít này sinh ra cũng để chỉ để phục vụ cái nít chính á. Nên là anh em thấy rằng video của nít chính nó ra cả tỷ video, trong khi cái nít này nó chả ra cái video nào. Ủa? Sao ở cuối nó sủi người ta, hay là chỗ đó có goli à? Thường thì cái chỗ này nha, cái cái gần hông xe gian nữa, nếu hãy sau gần hông xe gian nó cũng có goli. Phát mua bộ một sao, bộ một sao có gì không, kiểu một sao được 2 tỷ vàng, mà 2 tỷ vàng thì nó người ta bán thì chắc vậy. Ui 11 triệu đắp. Lại chúa. Ok mà canh con sắp bô thôi chứ còn gì nữa. Thế này chơi theo kiểu kỳ thôi, chiều rồi mấy ông đấm tôi thấy không có nô hốt ấy. Rồi mấy ông đấm thì mấy ông không săn bót được, mấy ông tưởng tượng mấy ông đấm cả 5 triệu. Ừ 5 triệu mới hết đi, một con khỉ nào đó tóc bạc nó chạy cho nó nổ phát con boss 300 triệu đi luôn đó, không thể nào mà. À giờ chưa cắn bút nhưng mà cắn không nổi đâu. Tôi sẽ kiếm cái, tôi có Saiyan, tôi có chói, nhưng mà tại sao tôi lại phải chói trong khi tôi có thể cái kiểu là cái gì ta, cái đó là gì quên tiêu rồi. Tại sao tôi lại phải chói trong khi tôi có thể mà Makanko sắp bo đúng không, spam Makanko tới chết rồi chứ chói làm chi cho mệt. Thì chắc là chúng ta sẽ đọc còn 2 bộ này, 2,4 tỷ đủ không ta, 4 tỷ đủ để mà đọc thêm một bộ chắc là được. Mình sẽ đọc một bộ kia nha, bộ kia okay. Hà Tí Hoàng còn làm sao được nổi hết rồi. Tôi định dùng hỏi vàng cơ, nhưng mà tôi chợt nhận ra hỏi vàng là tiền nạp nên thôi, trừ trừ nick chính thì không được dùng hỏi vàng. Vậy thì chúng ta sẽ bán đi thì tiếc lắm không, vì nó cũng là ký kỷ niệm, kỷ niệm đây. Bọn bay sẽ vô đây, trong đây cái hay của nó là nó đưa hẳn vô gương luôn chứ nó không có để cái ngoài đây. Nó dùng mấy cái viên giao dịch được hả? Vậy cái sao cũng được, như nào chả ép được như nhau đúng không? Ngọc gầm chúng ta sẽ cần 6 sao này, rất là nhiều. Ở đây 25 viên, vậy chắc là dư rồi đó. Mình sẽ sắm thêm một bộ cho thằng đệ, ấy sắm thêm một bộ cho bản thân mình chứ. Đây.
đây đây và cuối cùng đây. Và cái này thì mình đang phân vân giữa cái gia đa với cái giáp điện tập đó, giữa hai cái đó thì mình nên gắn cái nào để mà cho nó hút máu. Nhưng mà chắc ai đánh boss thì mặc giáp luyện tập đúng không? Ừ, ai đánh boss thì mặc giáp luyện tập bao giờ? Bây giờ chúng ta sẽ đập nha, coi cũng đập bình thường thôi. Mình cái nick chính của mình còn dư rất nhiều vũ khí, tại vũ khí bán cho ai mua ấy. Mình bán có một hỏi vàng thôi cũng không ai mua, chán nhau muốn nói luôn. Vì vũ khí nó không quá cần thiết ấy, nó quá dễ ra để hết mà nó còn nó quan trọng là cái quá dễ ra ấy, ít người cần nữa, ít ai trên 5 mét ấy, người ta thích kiểu khỉ hơn, nguyên con khỉ lao vô nổ, gọi là camê, một camê bay ạt, chứ ít người chơi kia. Lúc đầu tôi cũng trả chơi ký á, tôi là một tấm gương ấy, lúc đầu ui đập phát lên luôn hả, nó không tốn tí nào luôn. Tôi cũng là một tấm gương điển hình của việc mà lúc đầu cũng khá ngại chơi ki, tôi định chơi sức đánh, nhưng tôi chơi ngay nó sức đánh là không sắp đam được, mà không sắp đam thì khó mà quét máng con boss lắm. Solo thì ngon, đấm thì đam nó lên cũng đã, nhưng mà sau này thì chả mát sức đánh đúng không, sau này cái gì chả mát sức đánh, dung hợp với đệ thì con nào cũng chả hai đấm như nhau đó. Đó là cái lý do mà tôi nói là sau này vằn vặt đều hai đấm là như vậy đó. Hàng nào cũng hai đấm thôi, không hơn không kém. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là mấy con nhiều máu như thế nào, ví dụ như cái con ở cái hành tinh bóng đêm hay gì đó đi, mấy con mà chính tôi đang farm này thì mấy cái con đấy nó 1 triệu máu thì đấm cũng phải cỡ 500k 600k đúng không, đấm cả siêu quái nữa chứ không phải là nó đơn giản. Uầy, tính ra đập nó cũng rẻ nha, cũng rẻ, cùng lắm là mắc cũng cỡ 1 tỷ thôi đúng không, 3 tỷ 3 này xuống nhiều mắc 80 triệu, quá cũng rẻ. Bây giờ thì mình sẽ nâng cố dùng hết toàn bộ tiềm năng trong người mình, nâng lên ăn ki nha, rồi sau đó mình ép ép ki vào để xem coi nó lên được bao nhiêu ki. Thôi nâng bỏ tay đéo nâng nữa, chúng ta sẽ được cỡ 312.000 ki khi mà ki gấp nó như thế này. Đây đây là full full set của mình, có giáp luyện tập mới liên quan tới ki. Ừ đúng rồi, cả trang ki nữa chứ, cái trang có cầm ki không, cái trang nào cầm ki thì ngon nha. Thường sẽ có cái trang cầm HP đánh, mình trả hết cái trang nào cầm ki trước giờ không để ý luôn á, cứ chơi đâu. Đấy, nó xuống này, cái này có ki không, không cái này chỉ biến thôi. À đấy, mấy cái trang này có ki này 17% này, vì cái trang VIP thì nó sẽ là 20% ki đúng không, cái học hệ đó tính 20%, 20% đây, 20% 10k ngọc đấy, chỉ số nó cũng phải to chứ, bắt buộc 374.000 đấy, nó phải hết, nó phải hết nào mà. À, cái gì bóng bóng lộn, giờ chúng ta sẽ đi tới trạm tàu vũ trụ chứ, chưa bây giờ sao? Tự như tâm trí tôi nó tự điều khiển cho cái tôi đi đánh vô đi, và chúng ta sẽ tạm thời trụ học ba canh cô trước. Lúc đầu tôi định chơi cái nick này theo kiểu farm vàng thôi, cho nên tôi chỉ mua đúng cái khiên này, liên hoa này, cái trứng này, tôi cũng đâu biết sao tôi mua sô cô la nữa, nhưng mà tôi mua mấy cái đó không có hồi phục, không có gì hết luôn. Đi chơi nick sa danh của tôi thì tôi cũng chỉ mua mấy cái hướng mà nó càng thôi, không có chói, không có trưởng, hình như không có trưởng đấy, chỉ mua mấy cái thứ mà nó cần để mà nguyên nhân chạy thôi. Nhưng mà tôi sẽ spoil chính là phản sát hương thì nó không trong nhân chạy nha, nên đừng có sống phản sát hương để nguyên nhân chạy, hiểu năng như tôi á. Đó thì mấy ông cứ chơi máu đi, máu trong này khỏe lắm. Đây mà canh cô sắp bồ anh tiền kiếm còn goli trưởng luôn, cái bảo là goli thì nó sẽ bị giảm đam cái kiểu đúng không, để quan tâm. Ừ, thật sự nếu quan tâm cái mà tôi cần đó chính là đam vô nó bao nhiêu thôi, chứ tôi cũng không cần một phải mà canh tính tới cái đam chung làm gì cả. Này bắt núi đen này, phải có khiên nữa, tao có khiên, tao có khiên đây, khu máy này nhỉ, khu 17 đúng không, tao cái này đam vui vậy.
Đi nó sẽ thấy nó nhỉ. Ôi, Vija. Vija trong đây tôi không biết có ai sang không nhỉ. Vija nó ghê gì. Tôi cũng không biết nữa. Chứ giờ có chào Vija đấy không. Hình như đang có phốt thì phải không. Trong lúc mà đợi tôi đổi khu thì mấy ông nghe phốt nha. Phốt cũng mà. Kim blue các kiểu nhưng mà thực lực thì chả có. Hôm nay tối nay phải cho nó farm vàng nữa hết ta. Nghe đùa quá gì. Cái nít là tự tự quỷ cái nít này luôn á. Đầu tư cho farm vàng xong rồi tôi chạy càng ra rằng đó là vàng farm trả bằng một lần tôi đi bán đồ. Anh em đừng bao giờ mà đầu tư vô farm vàng nha. Mấy cái anh em hoàn toàn có thể farm cái kiểu rất là nhàn nha. Nhưng mà anh em thử cái cảm giác bán đồ đi. Anh em chỉ cần bán được một hỏi thôi là được 500 triệu vàng. Tôi biết anh em farm cỡ một nửa phút tiếng á. Farm hồi nãy bóng tối nửa phút một tiếng rất là dễ, rất là nhẹ, một đống vàng luôn à. À đúng rồi, cái nít này nó từ từ cho tôi cái nít của tôi cho nó cắn gì mấy gà đà đó, hết gà đà nhầm rồi. Ok rồi cứ thế mà cho nó farm tiếp thôi, không đánh nhau. Giờ anh em hăng hẹn lắm, farm chả đánh nhau đâu. Bốn này ok super đâu rồi. Tới lúc mà test đam mình chả thấy đâu, hình như bị săn hay gì rồi. 13 này. Khó chịu quá ta. Cần tiền vị trí của Super Bully. Super Bully nó sợ đam mấy chỗ nào này. Nói chung là Super chỗ nào nó cũng spam hết đấy, nhưng mà tỷ lệ nó spam bên đây tôi thấy nó cao hơn. Ừ là tôi đi bên đây tôi toàn gặp một đống Super Brie nó đứng kiểu rồi sao tất cả mấy lúc cả tất đang chả gặp bây giờ Super Brie cái chế đắt không vậy. Chế đắt tôi định test cái set mới của tôi kiểu như chả thấy Super nào kìa. Hình như có anh em kia cũng dò khui giống tôi đúng hay mình dò trên dò xuống vậy. Ừ anh em nó cũng dò khu đấy, vậy thì mình dò trên dò xuống đi. Ok chỗ này không có này, mình sẽ che cái là đánh phủ đầu nhé. Nếu mà anh em nó dừng ở một cái khu nào đó thì biết rồi đó, biết gì sẽ ra đó. Khu 15 đúng không, mình cứ thấy dò anh. Ủa đây đây đây, chú về chú về cho bố mày test A 10 triệu đúng không, 10 triệu 6 có mày. Bốn trăm k, u 400 k hả? Được á, được á, được á. Vậy mình chỉ cần lên 10 triệu key là được, cũng dễ mà. Nhưng mà thật ra thì không phải chị, nên gì thì hiểu năng quá. Kiếm mấy con hấp hấp ấy, cỡ 4 triệu ấy, rồi mình nâng cái này lên, rồi sau đó mình up thêm, có thêm set key nữa, rồi mình cho nó chắc chắc và kéo, sau đó thì mình pha canh cô, đấy, cho cái vũ khí nữa. Đấy, thế trong thời gian đó thì mình sẽ ngồi mình cải cái này thôi. Bây giờ mình sẽ chỉ anh em cách để mà mình win lên chạy bằng chiêu laser nha. Thì cái nét này mình sẽ không rất là không xài liên hoàn à, mình đến đấy là tại liên hoàn á, nhưng mà laser hồi chưa lâu quá. Rồi là nếu mà mình ra liên hoàn á thì mình sẽ mang mát liên hoàn, còn không á thì mình sẽ mang mát laser nha. Coi coi cái nội tại này mình đọc ra liên hoàn hay đọc ra laser. Rồi xong ý trời nữa rồi. Ok 20% mình lấy nha, 20%. Hai canh cô đéo gì. Ý trời rồi. Đập như thế mà còn đập như thế. Và ma canh cô nó cũng chỉ là nó ghét thôi. Ui dồi ôi. Ý trời mấy ông ạ. Ôi cái nít này mà cái nít này trong cái lúc mà không dùng ki thì mình vẫn có là thoải mái farm được. Và có hai vui hai đó là ki rồi sức đánh nha. Phải farm cấp full farm đá rồi được. 10 trên 10 luôn đấy. Mà đem mà đem mấy cái câu hỏi lâu ấy nhỉ, viên nhân chạy bằng ma cô có vẻ như không khả thi bằng viên nhân chạy bằng ai để chừng nào mà chắc là để tức mình không con ninja thì làm không được, con ninja đến gần quá. Đây thì cách đơn giản thôi, mình sẽ kéo con chuột lên đây nha, xem mình bấm nút tab đó
nó chọn chung với hé rồi đó. Bây giờ mình cứ bấm enter, đứng từ đầu má nó chữ tới cuối nó luôn, rất là xịn. Cái cách này thì mấy ông hoàn toàn có thể dùng cho đi săn bot. Tôi có thấy mấy thằng kia nó lên lúc nó chửi các kiểu là tại sao bên chỗ cooler có mấy hàng săn bot bằng da yeah, chửi mấy triệu máu. Thì cái này là không phải tool, cái này là người ta hoàn toàn sử dụng cái khẩu thuật hoàn toàn luôn, chứ tôi đâu có tool đâu. Đầu tiên là, ủa tôi đây rồi, đầu tiên là mấy ông kéo qua cho mấy ông bấm tab đó, nó sẽ chọn mấy cái con ở trong cái tầm nhắm của mấy ông. Nếu mà mấy ông muốn nhanh thì chuyển sang một đó, cái tầm nhìn mà chỉ có một con thôi, thế này mấy ông chuyển ra da hết là xong. Hay là để ra da hồi đi, lúc đầu tôi định đóng cho quý để ra da hồi đi. Ok, ra da của mình hồi nha. Bây giờ mình sẽ làm lại, mình sẽ chọn cái nick farm của mình đó để cho nó to nhất, thì kiểu như là chỉ cách chọn, thành ra mình sẽ chọn khác, kéo tới bấm tab, bấm enter. Ủa ra da chưa hồi á? Đây hồi rồi. Tiêu sao đơn giản không, thì anh chỉ cần tốn một viên đậu để hồi lại kia thôi, và mình sẽ đi lên chạy sớm hơn. Sau khi năng như thế thì mình nghĩ là cái nếp năng này của mình đã có thể đủ mà đi đánh nhau với bọn tiêu là sát thủ rồi đó. 400 kỳ, 495 kỳ nha, đây mà nhẹ lên là 500 ngàn đấy. Là thấy sức mạnh của cải trang chưa, sức mạnh của mấy cái bút phần trăm nó cộng quá trời, nhưng mà tôi lời năng quá. Rồi chúng ta xin để như thế này thôi ha. Mấy cái này thì do đây là nít farm mà, nên là mình sẽ ưu tiên nó chính trước rồi mới năng nít farm sao. Bây giờ chúng ta đây tới chỗ số 3 này, đây số 3 đây. Ui cũng cần thế nhỉ. À, thế mà không đủ để trứng á, nó ngốn kỳ quá không, sự nó ngốn kỳ quá. Mình sẽ đóng nó trước đi, đóng nó trước đi. Ok, đóng nó trước. Cũng đau cũng chả có luôn. Khó thật sự, đau không có mà châu không có nữa. Hơn là người ta nhiệm vụ này ít người làm, chỉ có phi da mới nhiều người làm thôi. Nhưng mà tới khúc mà nhiệm vụ phi da mình nghĩ là mình đã ra da chết được phi da rồi. Thật sự, có thể ra da sẽ chết phi da. Nhưng mà trước đó thì phải xong nhiệm vụ này, bởi vì phải xong cái nhiệm vụ này thì chúng ta mới qua tương lai được. Đấy, qua tương lai có một đống chuyện để làm luôn, vui lắm. Ok, bây giờ ra da thử nhá, 400k này, nhờ 1.600.000 đúng không? Cái đéo gặp 1.600.000, 1.600.000, 1.600.000, 1.600.000. Cái đéo gì vậy, sao mình không ra dê được nó nè, vô lý. Ôi đấm chai chết nó luôn á, quả đấm chai chết nó luôn. Ok, nít này là nít này, nít ra dê này, không phải nít đó. Từ bên cái mình có nội tại điện về, mình định là đóng đàn cái set sức đánh cho cái nít này để mà cho nó đi farm các xuân kỳ bí á. Còn hàng kia đâu, ủa mình đáp tới đoạn này đi chung mà ta, sao mình nói lại chí xong rồi này không thấy hàng kia. Đậu thì cứ cắn thoải mái nha, đậu thì nhiều lắm, để chút nữa đây. Vô lý là sao không đa da được ta, hay là do cái từ, hay là do cái tình tộc đó mà đi. Vô thu hoạch tí đồ để chuẩn bị cho đợt tiếp theo này nhé, khi hồi rồi. Ok, giờ đây chắc đủ rồi, ta sẽ về thành phố về ta tiếp. Đằng này tôi thử tắt cái tự động tập xem la như thế nào, chứ tự phát nổ nó bình thường nha. Số 1 này. Ủa, là số 2 đó, tao phát tới số 1 rồi. Cái bậc khi nhá, đấm nhá, sao như nào. Rồi, 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 10 triệu 4. Mười triệu hai. Vô lý. Sao vậy ta? Hay là có chim nó không la da được này nhỉ? Quất sao sao tôi nó lại sao nó kỳ hết. Mình để ý là cái liên vàng này lúc mà mình farm cho những hàng kia thì cái liên vàng này nó đấm được hai luôn, nó vừa farm quái vừa đấm, nó phương luôn. Thành ra 5S mà đi farm mà còn mặc cờ đen nữa thì khó nào farm được, nhất là cái hành tinh bóng tối gì đó. Cờ đã biến nó xuống cù đá giảm cao để cái rồi để nó farm cái hành tinh đó, thì nếu mà bật cờ đen thì mình đánh quái thì sẽ vô tình đánh với mình khác đúng không, thì nó sẽ có tự động luyện tập, nó sẽ tự né sang khu khác
Mà nếu mà xịn hơn thì mình đóng chết hẳn nó luôn. Mình bị rất là nhiều hành mà đóng thì mình bị tê đe sang thứ khác rất là cay. Thế bây giờ mình cài cái nick này lên để mà cho nó đi farm. Đợi hết chim đi rồi mình thử ra gia thử. Ui này. Ủa, đó, sô-cô-la chưa hết thì sô-cô-la họ còn nhưng mà nó còn chưa hết này. Giờ mình trên clip cũng thấy sô-cô-la nó vô hạn đây nhá. Giảm 5 vô hạn ạ. Ui 5 s ghê nhỉ. Rebirth thì không ai bằng 5 m nhưng mà thật sự là BVB thì thấy trái đất nó vẫn ngon hơn. Tự nhiên đâu đó đang mình đang đứng giữa chừng này có một thằng nó thái dương mình cho mày ta đây cầm ơi xong chết luôn, rất là nhanh gọn lẹ ấy, rất là dễ hơi. Thật sự thấy trái đất BVB nó vẫn là cái gì đó quá kinh khủng, mình chìm hết lâu ấy nha, đúng là best BVB khác đi, best đi best chim này hồi càng lâu càng tốt nếu mà đi farm. Hay là mình lấy nội tại hồi trứng nha. Bởi đi farm thì càng chim hồi nhanh, chim hồi nhanh thì mình sẽ nếu các bạn đấm đối phương mà còn một máu ấy, con chim nó sẽ phọt thêm cái nữa, có nghĩa là trên lý thuyết bạn chỉ cần dùng một đấm thôi để giết một con quái farm rất là nhanh nha. Về xong rồi đụng vàng đi sẵn tiện có gì chuyển cho chính vàng nhiều quá. Cái trang này là cái trang gì mà tôi cũng không biết nữa, là cái trang quyết nhưng mà tôi không biết nó tên cái tên nữa nó nữa. Đây rồi thì là chủ rồi, chủ nó số 2 hả, trái là số 2 cả. Hay là mình la gieo bọn nó không được ta, để thử là chỗ này ra đây bốc quái thì chị luôn. Sao nó lỏ thế này anh em nhỉ, hay là nó bị cấm nhỉ? Tôi thấy bọn kia nổ bình thường rồi ta, ok ngồi đây đóng chai khỏe quá. Mình nhét cái xét sức đánh vô thì có khi mình đánh lên tới cả 60k nó sẽ khỏe hơn rất là nhiều, chứ bây giờ đánh thế này sự 4 mấy k nó đánh chả hóng rồi, có khi là tới 8 mấy k nữa, tại vì mình tháo cái giáp tập, tháo giáp tập còn cái trang quyết mà. Cái gì đó, cái gì đó đừng, nếu nếu mà bị như thế thì chúng ta sẽ bị lọt vô cái chỗ đấy, mà bị lọt ấy thì mấy ông sẽ bị capsule nó đẩy về nha, chứ mấy ông không có đầy dụng cuối cùng. Sao bọn này cứ chết đại đại ca có nhầm không vậy, cũng khinh thường cái thằng này nó yếu hơn so với sách giáo khoa ấy cây vậy. Ok nó đánh mình không mất máu này đấy, thì mình sẽ quay trở lại sau khi đánh xong rồi. Tôi chợt nhận ra rằng tại sao tôi lại không đưa cái cuồng nộ nhỉ. Ơ gì đấy, đừng đừng kết nào thôi rồi. Sao ngưng đánh rồi, phát phát ngoài sao ngừng đóng nữa nhờ, cứ như khó đó nó bị ngừng đóng ấy. Không đóng được à, nhưng mà tại sao vàng con boss nó lại ít hơn vàng của rốt rồi thế này. Rồi rồi quyết định này tại sao bảo sao đóng yếu hết. Rồi để mình chuẩn bị cù nổ nha, nhưng mà trước hết thì mình sẽ cần phải kiếm một đứa nào đó để mình test đam đây. Triệu 750 này đam không tới triệu 7 đâu, 600k thì là trên lý thuyết thì sẽ là cứ đơn giản là kia bao nhiêu gây bấy nhiêu đam đi đó, như vậy thì cho nó dễ tính ha. Giờ mình đi đưa quần nộ cái mình đã quay trở lại với quần nộ vào đây. Vâng, mình đang úp cho quần đệ của nick này lên kiếm ra Saiyan Kame nhưng mà mình tìm nó khó quá. Đây, cắn quần nộ đi, dù gì xài cũng hết đâu, 10 phút lận áo giáp ra, hình như là boss vừa mắc rồi, con boss khác nó sẽ spam liền ấy, cho nên cứ vô tư đam bao nhiêu đây 77k đấy, mình bảo rồi nó lên cả 88k. Ui 164k quái cả trưởng thật, tôi đánh giá quá hấp cái này mét tấm rồi, tại chưa có đồ, chưa có đồ đánh giá là ta hấp quá. Ui bây giờ một phát là 180 cộng 60 là nó lên cả 204, ghê quá trưởng không. Quay có khi tôi chơi 5 mét tấm quá, nhìn cái lực quá, hay là 5 mét kia nhỉ. Đúng rồi, nít này là nít farm đúng không? Nít farm thì mất bấm đi. Rồi cái nít Saiyan này nít nổ thì nó sẽ được đi săn boss. Còn nít chính của mình thì chơi không? Giá nít chính thì cứ việc mà chơi cho vui. Ok xong rồi đó. Vậy quyết định là nít này nít đóng. Nhưng mà mình đang phân vân giữa cái liên hoàn và cái để trứng. Không biết là farm capsule thì nên lấy liên hoàn hay lấy để trứng. Bởi vì mấy con siêu quái thì khó để mà hai hit lắm. Thường sẽ là 3-4 hit gì đó, nhưng mà thì nó đóng nhanh,
nó luôn luôn có ấy, tốc độ nó hồi quá nhanh. Để chim để trứng thì nó hồi như vậy, nó vừa hết trứng là nó cỡ phần nửa đúng không, thì cái đẻ trứng nó sẽ là 55% là nếu mà 55% thì chúng ta có thể hết trứng có liền luôn, thử không nhỉ, nhưng mà cái đinh vàng của mình nó quá cao nè, là 22 đúng không, ừ nên thử, nên thử mới 22 thôi, mình có thể thử đẻ trứng rồi, tôi đẻ trứng rồi qua bên qua trứng ở đẻ trứng rồi qua bên trong đây úp 27 quả cái đóng này mòn 5% mà cái gì tôi mở bằng huyết, tôi mở bằng huyết mà nó ra 5% dưới đá xã hội, cái thường như cái huyết này có vẻ như nó chả khác nhau được không, cái gì nó hiện cái gì nữa nhỉ, phải cái nấm demo hai lần nấm demo liên tiếp luôn, hên hay xui không biết nữa, ui mở ra để trứng 50% mà khó vậy cái này nhiêu 40 triệu cũng rẻ quá chữ này, cái chính tôi còn nhiều vàng nóng em cứ yên tâm, một hỏi thôi là đổi dư cũng ôi giời ơi quái mã nào tài hơn còn nhiều chỉ số nào tài quyết nữa đi năng lượng này à, để chứng ta đâu kệ tốc độ ít thế cho này nó không có bảo hiểm hết à, gì đây mã nào tài quyết có tỷ lệ nhận chỉ số tối đa tỷ lệ vâng em nhấn mạnh là tỷ lệ của em như kiểu cái gì 50 quay bên này mát bên này mở hờ mát cái chí mạng liên tục hả, what the fuck, nhưng mà đỡ gần cái đó tại tôi cũng hút máu mà càng gì cái đó đúng không, phải giật 36 mà nô ít nhất cũng phải 50 phải cái gia tài luôn ở cái này đúng kiểu khổ dông đúng không, chả hiểu sao tôi có cái nguồn động lực mà tôi ngồi tôi mở này, hay là mở nào tài hường ngoài đúng không, chứ mở mở nào tài quyết tôi thấy nó chả khác gì hết, chứ mở nào tài hường nó còn mắc thật sự thì liên quan nó là cũng còn chưa mạnh, tôi thấy là liên quan nó cũng mạnh đâu, nó không có quá yếu ấy, tôi nghĩ là liên quan tôi có thể chơi được liên quan mạnh quá móng là mạnh lắm, vậy thì mình sẽ đi qua tương lai mình ốp thử nha, và liên quan nó lên như nào chưa có xét hết đấm nha mấy ông thông cảm, bởi vì để tôi cho cái nick chính của tôi có được full xét hết đánh rồi xong rồi con đợi cái nick chính nữa có xét hết đánh nữa rồi cái nick đó đem đi đập đá để farm gạo vàng rồi mới mua ngọc đồng 3 sao nó kiểu ra là nó hơi đâu nếu này thì sẽ khi mà có sức đánh quá giò thì mình chuyển từ cái chính rồi đúng không, ủa cắt nhà đúng không ta, nhớ là máy giò chuyển rồi cái chính tôi đã mua thêm một cái một đống cái máy giò nữa bây giờ chuyển qua không cần phải mua nữa dư đây tí nữa là mất thêm một đống vàng à đúng rồi đi săn đệ nữa chứ, mà nói chung là tôi thấy là nó khá là khó như đất trái đất tí xa già nó có sắc hình sóc thì ma canh cô nó cũng sắc hình sóc đúng không, nhưng mà tôi chơi hai đóng rồi thành ra là bây giờ sang đại thì lộn bây giờ sang đại thì tôi sẽ chắc là sẽ cho cái nít Saiyan ra chói rồi nít trái đất ngồi đóng rồi cuối cùng là cái nít này mất hết, bây giờ còn ai farm có xu không ta, có xu tôi thấy nó yếu nó bây giờ ít người xài ok có người farm cái khu này khu farm có xu ngon nhất luôn, bởi vì quá nó yếu bỏ hai cái chết đây mấy cái chỗ này hay có anh rồi này. Ồ, hôm nay yên bình hết. Ok, vậy thì chúng ta có thể farm cát xuống này được. Farm cát xuống rồi chỉ với chính thôi chứ ạc phụ nó cũng không, nói chung là cát xuống nó bán không được nhiều ấy, chủ yếu là farm để mà đưa cho ạc chính thôi. Nếu mà mấy ông muốn bán thì đấy, đấy cái cụ nọ để mà đi đập đá nó còn nhiều vàng hơn.
thật sự luôn, nó và nó đột biến hơn capsule rất là nhiều. Ngoài farm ở đây 500k một hit này, cũng xịn đó. Mình vừa mới nhận được thông tin của đây Super Brewery ở Nam Cà Mê, nhưng mà khu nào thì mình không biết. Ở cái Nam Cà Mê này thì khỏe, bởi vì ở đây thường người ta toàn Úc thôi chứ người ta không có săn bót. Kiểu như cái khu nào mà có số 0 ấy, thì tỷ lệ xuất hiện đó rất là cao. Ô gừng cỏ nữa kìa, nhiều quá. Chơi nhanh 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 nhanh. Đây đây đây, ui con này đấm đau hết. Vậy con này có phải con mà mình có thể chơi được không ta? 29 triệu bỏ chết dứt phát đi lấy được cỏ. Mấy con mà càng nhiều máu ấy thì nó sẽ càng đấm đau nha, và nói chung là càng nhiều máu càng mạnh ấy. Nên nói chung là nói gì cho mấy em dễ hiểu. Để chúng ta tới đường cỏ, đường cỏ nó bên phải cái đảo này. Ủa đổ mà cái này gần hấp cái phần đường cỏ, nhờ có cái hâm báo boss này mà tôi săn dễ đá này. Vậy hiếm khi tôi không nghĩ là có người săn ở bên đây đâu, bởi vì bên đây ít khi có người tới lắm. Ở gần bamboo thì coi như là vừa ra đó hơi luôn, nhưng mà chứ ở đây vô tư nên không khó này. Vậy chỗ này cũng ít người farm, chả biết nó spam chỗ nào. Nó giáp được cái trong thời gian đó chắc là năng hiểm tí kỳ, tôi đợi năng cây đúng không, năng mỗi tay luôn. Sao tôi click thì nó lại không, tôi đích đừng, nó cứ chả hiểu hay khó nhỉ. Trong đó là kỳ tí, tôi định đợi là con đợi 5 mét này nó sẽ là đợi kỳ chơi cái laser luôn cho nó chiến. Hình như là 1 triệu kỳ thì sẽ chưởng được 1,3 triệu vãi, nghe nghe đuối kỳ ra là 430 triệu. Ôi nghe đuối vậy, 1 triệu chuyển được có 1 triệu mấy. Ừ ít ra nó đỡ hơn nổ, nổ 1 triệu nổ được có 500k, nhưng mà ít ra máu nó kiểu cho chó nó tăng cơ được ấy. Trồng cây thì nó năng xong thì giai đoạn đầu hơi bị đuối, bởi vì giai đoạn đầu làm gì có nhiều điểm mà năng sao này. Konnichiwa quả trưởng hả, đúng là dead, đúng là dead map khác chả có ai luôn, map này dead rồi. Chắc là tôi năng mát kia luôn, xong rồi tôi mới gặp được Super Broly quá. Ở khu này có hai thằng này. Ui, thằng này. Ui, cho xin, cho xin. Ui, điên, ủa sao cho liên vàng lại đóng đau hơn cái cấm hường ta. Chẳng được anh dồn, nhanh nhanh nhanh. Xin nhá, xin nhá, xin nhá. Xin nhá. Ta không có cùng nổ. Không có cùng nổ nào. Ui hồi máu được rồi, không có bùn nổ khó quá luôn. Ở đâu có bùn nổ mà có bùn nổ mà cái này là nít ốp cấp xuân quá mắt đây đó, nổ bộ ví giáp sơn vũ khí cắn nhiều hết đi. Để coi tôi ra da được nhiêu, 8,3 triệu đúng không. Ồ nhiều ấy, nhiều quá chưởng ấy. Mày có khi cái laser nó đổi ra đúng không? Đấy, đấm tao đã cỡ 153 mình quái. Tôi nhớ là combo super nó khá liên hoàn mà. À, nổ nổ thì buông. Làm gì nhau, nổ thì buông. Cứu mình, cứu mình, cứu mình. Konnichiwa. Rồi không phải, không phải. Kệ đi, kiếm đồ khác vậy. Đúng là 5 mét nó săn cực ha. Trái đất cũng không cực đến mức này. Trái đất ấy, tự nhiên mới vô ném cái chó của dịch chuyển tức thời, xong rồi hái dừng hạ sen 7. Ui nó lâu quá chưởng luôn, xong rồi dịch chuyển tức thời phát nữa. Trong cái thời gian đó là đủ để sóc một con nữa. Kệ đi em không? Đợi đợi thêm con khác gì. Ôi, con này tôi không nghĩ là liên quan nó đau như vậy. Rõ ràng là Super đi nó khác 5 chưởng, hình như trong đây nó không khác hay sao. Mà canh cô tôi trưởng thì cũng thấy nó khốn quá rồi. Nó bao nhiêu rồi? À cái này đang cắn vũ khí mà, bỏ sao? Không có đứa nào cho tôi test down á, chán quá. Đảo cam ơi, đảo cam ơi. Đảo cam ơi. Nhầm cái cấp xuống. Đảo cam ơi. Mà đảo cam ơi, chỗ này đông người lắm, ra chắc là bay hết. Khu cuối đúng không ta, khu cuối ba thằng kìa, nhưng mà không tin ở khu cuối của đảo Cà Mê được, kiểu khu cuối đảo Cà Mê nó
nhiều hàng, kiểu như nó có thể có nhiều hàng xuất hiện ở khu đó để mà đi bản đồ kho báu ấy. Cô đi chưa? Ừ đúng hả, mấy hàng này xuất hiện đây đi bản đồ kho báu, chỗ này khó lắm không, có khi super cô đi đi rồi đấy. À, cái khu kia sao nó bị đụng lỗ giữa nhỉ? Có tự động biên tập rồi mà dò vẫn lâu luôn. Mấy hàng săn boss mà không có tự động biên tập chắc chắc đuối. Khu 12 này. Không nào vào. Khó nhỉ? Hay là phải đợi con khác ta? Chứ đỡ ra mây săn khó lắm. Kiểu khu 4.0 này vô lý. Konnichiwa. Phải thì vô luôn, có khi Super Goldie đi rồi đúng không, nãy giờ không có để ý cái thông báo dưới, chắc là Super Goldie đi rồi. Khu nào đông đông nhỉ? Ui bọn này cái khu đông đông nữa, khu đi bản đồ kho báu không để nó xuất hiện ở khu không, khu một khu hai đúng không, này nó xuất hiện ở khu ba nhỉ. Khu năm này, khu năm số người nó đột biến này, à không bọn này đi bản đồ kho báu hoài đấy. Bây giờ mà tôi nói xác định super đảo game nó khó, mấy ông phải dò từng map luôn ấy, chứ không có chơi theo cái kiểu mà dò nhanh được. Đây cây ấy nha, chắc phải đợi con super mới quá. Khu 6, khu 7, khu 9 thử. Well, cái Super Glory 6 là cái ký tự của nó nha, chứ không phải là cái khu của nó. Chứ nếu mà Super Glory 6 mà nó xuất hiện ở khu 6 thì dễ quá đúng không? Ai cũng biết. Vô hỏi nha, no hốt quá, dễ quá nha. Vậy có khi nào nãy giờ Super Glory nó đi không? Tôi tới giờ mới biết hay sao? Hay là mình phải để con khác nha. Khu 7 mới nãy vô rồi đúng không? Khu 8 đi. Konnichiwa. Vậy nó là đảo Kamơi đúng không? Tôi nhớ, đâu có nhớ là nó là Nam Kamơi đâu. Khu nào đây? Khu 9 thì nhớ mới nãy vô rồi. Wow, no khu 11 hồi nãy chưa vô khu 12 đúng không, cái này phải có hai ạt ngồi dò map nó mới nhanh được. Mình chơi có một ạt thôi, à kia thì đang treo úp đá, đá bóng tối, đá bóng cười, đá đá đéo gì đấy, nói chung là úp bên đấy thì còn bbb thôi. Nhưng mà ô bột đen này, chỗ này dễ này, bột đen đéo ai, bột đen như là gì nhỉ, nhìn cái đéo như bên rồi, nhưng mà nó đét lắm. Đây bộ cái đen, bộ cái đen, bộ cái đen là chỗ bulon đúng không, mời chỗ bulon, mong là nó cỡ 3 hay 4 triệu máu rồi đánh cho nó dễ. Ui cái khu này luôn hả, 7 triệu, phải 7 triệu, đánh tới mời hay là lấy trái đất vào đây chó ta. Có anh đẹp trai này, ôi hành 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 của mình, của mình làm to như vậy chắc chắn là của mình rồi. Ê phải, hàng kia đa dê đúng không, sao hai hàng tên như nhau để ổn rồi, hàng hàng đó đa dê đúng không, của mình thì kìa. Tiền cho chó mút này, quá trưởng hợp của mình ngon. Tôi không biết mình làm gì cả, tôi xin nhắn khẳng định là tôi không có dàn xếp tỷ số nhé, không hề bán độ hay là gì hết. Ok đại nam ép, nhưng mà chiêu hai phải là camer thì tôi mới chơi, khó tính lắm. Ok đại nam ép, bởi vì con này săn boss bằng đa gia chứ không phải là săn boss bằng kia. Thế là nam ép đấm cái nó cũng to nhỉ, đang cũng to lắm. Nhưng mà mình đấm lên nổi 15 triệu không, nếu mà lên nổi 15 triệu mỗi hit ấy, thì mới có hy vọng chứ. Ừ chứ chứ trưởng dưới kia thấy hay hốt. Ok mua nhiều nhiều đi,
chưa chắc chính chính con ra được camera đâu. Rồi video này kết thúc tại đây, và nếu anh em thích video mình đó, ta đăng ký kênh chia sẻ video này, không lỡ tiếp theo nha. Chào đợi các bạn trong những video khác lần sau. Bye bye.